Chương 1, mở đầu 1, Mạc Châu, Vân Lâm, Thiên Cơ Sơn, Thiên Cơ Sơn còn được gọi là đỉnh núi trồng ngược, lý do là vì trên rộng mà dưới hẹp, nhìn từ xa như một con quay đứng sừng sững trên mặt đất, cũng nổi danh nhờ điều này. Nghe nói nguyên nhân là do trận đại chiến thời thượng cổ, Thiên Cơ Sơn vốn bay lượn vòng quanh trên 9 tầng trời bị một vị đại năng dùng thần lực vô biên suốt kiếm chém rơi, sau đó nó cắm đầu xuống, ghim vào mặt đất. Nhưng cũng có người nói, Thiên Cơ Sơn vốn là như vậy, lý do đương nhiên là vì thiên cơ đại điện đứng sừng sững trên đỉnh núi bằng phẳng của thiên cơ sơn. Nếu không có tính toán từ trước, vậy làm sao dựng được quần thể cung điện với khí thế uy nghi hùng vĩ như vậy được? Tiên nhân dùng phép thuật quỷ thần phá núi xây cung điện, đi ngược đạo trời, đảo lộn càn khôn cũng là chuyện bình thường. Vì vậy lại có người nói đây là đạo chuyển hỏa của thiên cơ môn, đi ngược lại lẽ trời, cuối cùng bị thiên khiển nên rơi xuống. Nguyên nhân kết quả đúng sai ra sao đã không còn quan trọng, quan trọng là núi còn người còn, thiên cơ môn cũng vẫn còn. Trên đỉnh núi bằng phẳng, đại điện hùng vĩ, hàng ngàn hàng vạn bảo vật tỏa ánh sáng khắp bốn phương. Tiếng nhạc vang lên giữa tầng mây như âm thanh từ cõi trời phủ xuống, bên dưới là các đệ tử cùng tụng niệm đạo kinh, tiếng đọc của họ vang rền khắp trốn, bầu không khí hết sức trang nghiêm. Đang trong giờ học buổi chiều, các đệ tử thiên cơ môn đang học tập, lúc này lại thấy ở chân trời phía xa có một chàng trai mặc áo xanh bay tới, còn mang theo một thiếu niên áo trắng phía sau. Người áo trắng đứng trên đám mây nhưng dường như đang lắc lư không ngừng, có thể thấy không phải là người trong giới tu tiên. Tứ sư huynh, tân tiểu diệp đang học lớp chiều thấy chàng trai áo xanh bèn ngẩng đầu lên không chào hỏi. Tân tiểu điệp có gương mặt nhỏ tròn xoe, khi mỉm cười như một cô bé, tuy không phải mỹ nhân tuyệt thế nhưng lại hết sức đáng yêu. Chàng trai áo xanh trên không trung nhìn thấy, giơ ngón tay ra giấu suyệt với tân tiểu điệp. Tân tiểu điệp nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy sắc mặt tân nhiễm tử trầm xuống, không được làm ồn. tân tiểu điệp lè lưỡi một cái, ngồi trở lại. bên phía kia thanh lâm đã mang theo thiếu niên áo trắng nhanh chóng hạ xuống bên cạnh tân nhiễm tử, hành lễ với ông, sư phụ, còn đã dẫn người về rồi. tân nhiễm tử ừ một tiếng, đứng dậy nói các con tiếp tục học đi, không được ồn ào. nói xong đã xoay người đi vào trong điện, thanh lâm dẫn thiếu niên áo trắng vào theo. thấy sư phụ đi khỏi, các đệ tử bên dưới nhao nhao trâu đầu ghé tai. Người áo trắng vừa rồi là ai? Không biết nữa, hình như là người mới do tứ sư huynh dẫn về. Thế thì là đệ tử vừa thu nhận à? Chúc mừng tiểu sư muội, từ nay trở đi muội không còn là người nhỏ nhất nữa rồi. Các sư huynh sư tỷ lao nhau chúc mừng tân tiểu điệp, tân tiểu điệp hừ một tiếng có gì hay đâu. Nhưng gương mặt cô lại không giấu nổi vẻ vui sướng, rõ ràng tân tiểu điệp đang rất vui vẻ vì thoát được thân phận nhỏ nhất sư môn. Đi theo thanh lâm và tân nhiễm tử vào đại điện, Ninh giả vừa đi vừa quan sát ông lão đằng trước. Ông ấy là trưởng môn của thiên cơ môn, nhìn vẻ ngoài thì đúng là ông lão này cũng có chút dáng dấp của bậc tiên nhân, nghe nói ông ấy đã hơn 150 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ như mới 50, mặt mày hồng hào, thậm chí không có nhiều nếp nhăn. Cây gậy trong tay ông ấy chắc là thiên cơ côn, cây côn này hình trụ, dài khoảng 1 trượng 3, mặt trên khắc đầu phù văn tinh xảo. Mỗi khi trống xuống đất sẽ có một vòng hoa màu vàng kim bay lên từ mặt đất, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất không biết sàn nhà được chế tạo từ loại đá gì, cũng được bố trí phù văn chú pháp, khi gõ xuống thì có tiếng bong bong vang vọng, lúc đặt chân lại tĩnh lặng không chút tiếng động. Toàn bộ thiên cơ đại điện đều dùng được chế từ các loại đá quý hiếm mà Ninh Dạ chưa từng nghe tới, sau khi kết hợp với phù văn mật pháp càng trở lên sặc sỡ lóa mắt, cao thâm khó lường. Tân Nhiễm Tử đi xuyên qua đại điện, tới một gian phòng ở phía sau, lúc này mới ngồi xuống. Ông nói với Thanh Lâm và Ninh Dạ, ngồi đi, Ninh Dạ còn đang do dự. Thanh Lâm đã nói, sư phụ cho ngồi, không cần khách khí. Lúc này Ninh Dạ mới khoanh chân ngồi đối diện với Tân Nhiễm Tử. Nói thật ra y cảm thấy không quen với tư thế ngồi này. Tân Nhiễm Tử quan sát Ninh Dạ, thiếu niên trước mặt tuổi tác không lớn nhưng biểu hiện đúng mực, không có vẻ kinh hãi như phàm nhân bình thường lúc vừa lên núi, cũng chẳng có vẻ kiêu ngạo thường thấy ở các thiếu niên, chỉ toát lên vẻ bình tĩnh hiếm thấy, một vẻ lạnh lùng tỉnh táo vốn không nên xuất hiện trong lứa tuổi này. Chương 2, mở đầu 2 Bây giờ tân nhiễm tử đã dần tin lời lời thanh lâm. Cậu là Bạch Vũ à? Ông hỏi, vâng, đệ tử Bạch Vũ, tham kiến sư tôn. Ninh dạ nói, không ngờ tân nhiễm tử lại lắc đầu, câu này của cậu có phần không thật, đây không phải tên thật của cậu. Ninh dạ ngạc nhiên, y biết người trong giới tu tiên có nhiều bản lĩnh kỳ lạ nhưng không ngờ còn phát hiện cả chuyện này. Y ngây ra một chút rồi nói, trước đây đệ tử có tên tuổi khác, nhưng chuyện trước kia đã là quá khứ, cái tên Bạch Vũ tuy được lấy sau này nhưng lại là cái tên duy nhất mà đệ tử sử dụng ở đây, tính ra thì không hoàn toàn là giả. Tân nhiễm tử gật đầu, đây là lời nói thật, đúng là lai lịch của cậu có chỗ quỷ dị, ta cũng không nhìn thấu được. Nhưng cũng không phải là lạ, dù sao cậu cũng do nó mang tới. Tân nhiễm tử nói xong đã giơ tay ra, ấn một cái về phía ninh dạ. Thân thể ninh dạ run lên, trong cơ thể đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, sau đó một vật đã xuất hiện từ trong cơ thể ninh dạ đây rõ ràng là một ngôi điện cổ với kích thước mô hình dáng vẻ cổ kính có điều tuy dáng vẻ của nó rất rách nát nhưng vẫn ẩn chứa hào quang lấp lánh ánh sáng thần bí vô tận vừa nhìn là biết không phải vật phàm tân nhiễm tử kích động hẳn lên thiên cơ điện quả nhiên là thiên cơ điện cho dù đã biết từ trước nhưng thời khắc này gặp lại thiên cơ điện tân nhiễm tử vẫn khó nén nổi nỗi, nỗi kích động trong lòng năm xưa thiên cơ môn từng là tiên môn thượng cổ thời hưng thịnh đỉnh điểm uy danh của môn phái chấn động thiên hạ vạn tiên thần phục nhưng cực thịnh sẽ dẫn tới suy, để củng cố địa vị, theo đuổi thiên đạo, sáng tạo huy hoàng xưa nay chưa từng có, Thiên Cơ môn kiên quyết dốc toàn bộ lực lượng của một thế giới chế tạo Thiên Cơ thần điện. Nhưng ngay khi Thiên Cơ điện sắp hoàn thành lại bị Vạn Tiên vây đánh, Thiên Cơ điện cũng bị tàn phá, biến mất trong trận chiến lần này, không còn tung tích. Để tái hiện vinh quang của Thiên Cơ môn, các đời trưởng môn vẫn luôn cố gắng tìm lại Thiên Cơ điện. Không ngờ hôm nay, rốt cuộc Tân Nhiễm Tử đã được thấy nó. Tân nhiễm tử thử nắm lấy thiên cơ điện nhưng nó lại chẳng hề lay động, chỉ lơ lửng bên cạnh Ninh giả. Ninh giả cúi đầu này, vật này đã nhận đệ tử làm chủ. Lúc y nói câu này, tâm trạng thấp thỏm, lo sợ, bất an, có thể nói là lần mạo hiểm nhất trong cả cuộc đời. Tân nhiễm tử nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, cậu đang lo lắng, sợ ta giết cậu rồi cướp lấy bảo vật. Ninh giả cắn răng, trực tiếp trả lời, vâng. Tân nhiễm tử cười hỏi, nếu đã thế, vì sao lúc trước lại lựa chọn như vậy? vì đệ tử lựa chọn tin tưởng nhân cách của sư phụ, sư huynh. Ninh dạ trả lời, tiên lộ vô tình, tùy tiện tin tưởng một người, chỉ chứng minh là cậu ngu ngốc. Vì vậy đệ tử không tùy tiện tin tưởng mà bỏ thời gian một năm ra để tìm hiểu. Thời gian một năm vẫn quá ngắn, đệ tử cũng muốn bỏ thời gian lâu hơn, khổ nỗi thiên ý khó dò, tạo hóa trêu ngươi. Có thể là, ông trời không đợi được quá lâu, cũng có thể là ông trời muốn xem thử lựa chọn của cậu. Tân nhiễm tử nói đầy ẩn ý. Lần đầu tiên Thanh Lâm và Ninh Giả dạ gặp nhau là một năm trước. Ngày hôm đó, Thanh Lâm đang thúc ngựa phi nhanh, gió mát phất qua trước mặt, khiến máu nóng đang sôi trào trong lòng nguội bớt. Máu nóng này là chút dư vị sau khi hắn vừa tiêu diệt 18 tên tội phạm của Vân Thủy trại, trong lòng đang thấy hào hùng, lại chứng kiến trong một gian đình nhỏ ven đường có một tiểu phu đang uống rượu. Chỉ liếc mắt nhìn tiểu phu kia một cái, Thanh Lâm đã cảm thấy người này bất phàm. Tuy y mặc áo vải gai thô kệch nhưng quần áo được giữ rất sạch điểm kỳ lạ nhất là mái tóc cắt ngắn trông giống một hòa thượng nhưng lại không kiêng rượu thịt y nướng một con thỏ trên giá tay cầm bình rượu hương rượu tỏa ra đậm đà ngất ngây mùi thơm vào mũi thanh lâm không khỏi bật thốt lên rượu ngon tiều phu kia bèn nhìn hắn hóa ra là người hiểu rượu hiếm khi gặp được bạn rượu chẳng bằng qua đây uống một chén đi thanh lâm nghe hắn nói vậy bèn xuống ngựa tiện tay vung lên con ngựa kia đã hóa thành một chú ngựa gỗ nho nhỏ hạ xuống lòng bàn tay hắn Thanh Lâm cất con ngựa gỗ đi, Tiêu phu kia chẳng cố kỵ gì, chỉ mở to đôi mắt sáng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo, hoàn toàn không sợ hãi. Thanh Lâm bèn hỏi, người không sợ ta à? Tiêu phu hỏi ngược lại, có gì phải sợ? Ta là người tu tiên, tiên đạo vô tình, tiên nhân chưa bao giờ là người lương thiện mà có đủ cả thiện cả ác. Nhưng do tiên nhân vốn rất cường đại, không luật lệ nào giới hạn được, không cách nào trói buộc, cho nên tính cách càng bị phóng đại, hết sức kiêu ngạo. Chương 3, mở đầu 3 nếu gặp được thiện tiên còn đỡ, nếu gặp ác tiên, thậm chí có kẻ nói một lời không hợp là động thủ giết người, cũng chẳng thiếu kẻ không buồn nhiều lời trực tiếp ra tay giết người. Chính vì vậy phàm nhân thấy tiên nhân đều lảng tránh, ít người chủ động mời như tiểu phu. Tuy Thanh Lâm tự thấy mình tốt tính nhưng cũng không hy vọng xa vời phàm nhân thấy mình đều chủ động nhiệt tình, nên mới hỏi câu ấy. Tiểu phu bèn nói, ngươi ngửi thấy mùi rượu, nếu ta không mời ngươi, ngươi lại muốn uống, vậy chẳng phải càng có lý do giết ta. Vậy chẳng bằng ta chủ động mời có lẽ còn thoát chết." Thanh Lâm cười ha hả, nói thì nói vậy nhưng không mấy ai gặp tiên mà không sợ nguy hiểm. "Nếu ngươi đã có lòng, vậy ta cũng không khách khí." Nói xong đã đi tới cầm bình rượu của Tiểu Phu lên, chẳng chê việc y vừa uống, ngửa đầu lên nốc. Rượu chảy vào ruột gan khiến ngực nóng bỏng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy dư vị còn mãi không ngừng, cười nói, "Ta chưa từng uống thứ rượu này, do ngươi tự ủ à? Tay nghề tốt lắm." Tiểu Phu không buồn để ý, chỉ ngồi tựa vào lan can mắt nhìn phương xa miệng lẩm bẩm ta có một bình rượu đủ tẩy sạch phong trần nghiêng cả sông cả biển tặng người trong thiên hạ thanh lâm nghe vậy ngẩn ra bật thốt lên thật khí phách rượu đã ngon thơ lại càng hay ta chưa từng nghe bài thơ này do ngươi làm tiều phu lắc đầu người khác làm ta không dám chiếm công thanh lâm chăm chú quan sát tiều phu một lúc thế giới hiện giờ thế nhân sinh sống cũng khó khăn phải khổ cực kiếm kế sinh nhai ít đọc sách vở Tuy tiểu phu này nói bài thơ đó không phải do hắn làm, nhưng nghe lời nói, nhìn khí độ của hắn, rõ ràng không phải người thường. Thanh Lâm đã cảm thấy hứng thú về y, bè nâng cốc luận thơ với y, không ngờ lại phát hiện tài năng và học vấn của người này cực cao, hiếm thấy trên cõi đời này, quả thật không phải người bình thường, vì vậy càng thấy hứng thú với y. Uống xong rượu, ăn xong thịt, xé một cái chân thỏ rồi tự mình nginh ngang bỏ đi. Ba ngày sau, Thanh Lâm lại đến lần này hắn trực tiếp xuất hiện trong nhà tiểu phu, một căn nhà gỗ nho nhỏ lụp sụp. Mang theo một con dê, tiểu phu không buồn hỏi hắn làm sao mà tìm được mình, chỉ lấy rượu mà mình ủ từ trước ra. Vậy là một người chi rượu, một tiên chi thịt, hai người cứ thế ngấu nghiến cực nhanh. Cứ thế, Thanh Lâm biết tiểu phu tên là Bạch Vũ, là một phàm nhân đột nhiên xuất hiện ở Vân Lâm nửa năm trước. Nói đột nhiên xuất hiện là vì chính y bảo mình tỉnh lại ở đây, đã quên mất ký ức trước kia. Thanh Lâm không truy hỏi, sai rượu lại đi sau đó mỗi lần thanh lâm lên đường hay trở về đều đến chỗ của tiểu phu dùng thịt đổi lấy rượu ngày qua ngày tình bạn của hai người cũng càng ngày càng tốt mỗi khi chè chén lại nói một số chuyện đời thanh lâm sẽ tán gẫu với đối phương chuyện thiên cơ môn tiểu phu cũng kể lại chuyện mà mình từng gặp điều khiến thanh lâm kinh ngạc nhất là tuy ninh giả dạ còn nhỏ tuổi nhưng lại rất từng trải thậm chí thanh lâm chưa từng nghe tới rất nhiều chuyện mà y kể trong số đó có một số việc mà cả tiên nhân cũng không cách nào làm được ví dụ như mạng lưới có thể giúp những người ở những nơi khác nhau trao đổi bằng giọng nói. Cũng có một số việc tiên nhân có thể làm được, ví dụ như cơ quan tinh xảo có thể bay lên trời lặn xuống đất, hay vũ khí tầm xa giết người trong vô hình, vân vân. Đại đa số thời điểm pháp luật chỉ coi những chuyện này là do đối phương bịa ra. Chẳng qua câu chuyện mà ninh giả dạ sáng tạo rất hoàn chỉnh, cũng khá hiếm thấy, vì vậy một bên nói tới mức hứng thú, một bên nghe tới mức hứng khởi, vì vậy hai người cũng thành tâm đầu ý hợp. Thanh Lâm biết Ninh Giả dạ tuyệt đối không phải người bình thường, dù sao người phàm thôn quê bình thường khó mà có kiến thức như vậy. Cho dù là bịa chuyện, chẳng có ai bịa được nhiều chi tiết thú vị như vậy huống hồ y còn tự nói mình mất trí nhớ. Vấn đề ở chỗ, hình như đối phương cũng không có ý định giấu giếm chuyện này. Cứ như đang nói dối, biết rõ lời nói dối này có sơ hở, nhưng ta chẳng muốn sửa. Mà Thanh Lâm cũng là người thoải mái, đối phương không nói, hắn cũng chẳng hỏi, vì vậy hai người nằm trong một trạng thái không nói mà ngầm hiểu. Một năm sau, một buổi sáng yên tĩnh, Ninh Dạ đang ngồi trong nhà, thứ bất ngờ nhất là trước mặt hắn có một vật đang lơ lửng, đó là một tấm gương đồng cổ kính. Tấm gương đồng này trang nghiêm cổ xưa, ẩn hầm ngàn vạn loại hình tượng, nhưng chỉ ẩn chứ không phát, trong gương không ngừng lấp lóe đủ loại hình ảnh kỳ diệu nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, không cách nào dự đoán. Chợt nghe một tiếng ầm vang lên, một vật từ trên trời giáng xuống khiến nóc nhà của y thủng một lỗ lớn. Chương 4, mở đầu 4, Ninh Dạ giật mình, phát hiện người tới là Thanh Lâm. Toàn thân hắn ướt đẫm máu tươi, khi rơi xuống đất vẫn còn đang cười nhưng sau đó thấy tấm gương cổ kia lại ngây ra như phóng côn lôn kính. Côn lôn kính là một trong những thần vật nằm tại thiên cơ điện. Thiên cơ điện là thánh vật vô thượng do thiên cơ môn dốc toàn bộ lực lượng một giới chế tạo nên, bên trong có vô số ảo diệu, tên gọi mang ý nghĩa hàng ngàn loại cơ quan. Trong thiên cơ điện có 10 thần vật, mỗi thứ có năng lực khác nhau, côn lôn kính chính là một trong số đó. Trong truyền thuyết thời thượng cổ, bảo vật này có năng lực đi xuyên qua thời gian không gian. Có lẽ truyền thuyết có chỗ khuyết đại, dù sao dẫu ở thế giới này cũng có nghịch lý thời gian, nhưng đúng là nó có thể xuyên qua hàng ngàn không gian. Chính vật này đã đem ninh giả dạ từ thế giới trước đây của hắn sang tới nơi này. Chẳng qua lần đi xuyên không gian kia cũng đã hao sạch năng lượng được tích góp suốt vạn năm của côn lôn kính, trong thời gian ngắn nó không thể tái hiện năng lực đi xuyên qua thời không. Khoảnh khắc thấy côn lôn kính, thanh lâm bỗng hiểu rõ. Hai người bốn mắt, cứ thế nhìn nhau, đột nhiên, Thanh Lâm mỉm cười, hắn ho ra một ngụm máu, nói: "Giờ thì ta biết, vì sao ngươi lại muốn làm bạn với ta rồi." Tuy hắn là tu sĩ nhưng bị thương rất nặng, không cách nào sử dụng pháp thuật, sống được hay không đã khó mà đoán nổi. Hơn nữa sau khi mình phát hiện bí mật quan trọng của đối phương như vậy, hắn đã chẳng còn hy vọng xa vời gì nữa. Hắn bình tĩnh nhìn Ninh Dạ, nói: "Giúp ta một chuyện được không? Sau khi giết ta, ngươi hãy đưa thi thể của ta tới Thiên Cơ môn." nể tình ngươi đưa ta trở về sư phụ sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử thiên cơ điện ở trên người ngươi chẳng khác nào trở lại thiên cơ môn ninh giả dạ chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh hắn trên tay y là con dao bổ củi chỉ cần nâng tay lên hạ dao xuống mọi chuyện đều được giải quyết thanh lâm bình tĩnh nhìn y như đang chờ đợi vận mệnh của bản thân thậm chí hắn còn đang cười đó là nụ cười vui mừng hắn nói ra tay đi hắn không hy vọng ninh giả dạ sẽ bỏ qua cho mình ninh dạ chậm rãi cầm dao bổ củi chỉ về phía thanh lâm tay y run rẩy sau đó y vung đao xoạt nhát đao thô cây cắt đứt quần áo thanh lâm để lộ ra vết thương chi chít bên dưới y đi tới lấy sọt thuốc ra bắt đầu bôi thuốc cho thanh lâm ngươi thanh lâm ngạc nhiên im đi ninh dạ trầm giọng nói giúp ta một chuyện ổn định hơi thở vận khí tuy ta không phải tiên nhân nhưng cũng biết một chút về chuyện chữa thương chỉ cần ngươi phối hợp cứ như vậy thanh lâm sống sót Ninh Dạ chăm sóc hắn 7 ngày. Đến ngày thứ ba, Thanh Lâm đã có thể sử dụng pháp thuật, nhưng hắn chẳng làm gì, chỉ ngoan ngoãn làm một bệnh nhân đúng với chức trách, lặng lẽ phối hợp. Từ đầu đến cuối, hai người không hề nói chuyện. Sau 7 ngày, thương tích trên người Thanh Lâm đã khỏi. Ngày khỏi bệnh, Thanh Lâm biến mất, cứ thế đột nhiên không thấy đâu, không chào không hỏi một câu. Nhìn cái giường trống trơn, Ninh Dạ thở dài, ngồi xuống. Ngày đó, y ngồi im rất lâu. Ba ngày sau, Thanh Lâm xuất hiện. Nhìn thấy Ninh Dạ, câu đầu tiên mà hắn nói là, "Theo ta lên núi, sư phụ muốn gặp ngươi." Trong căn phòng yên tĩnh, Tân Nhiễm Tử nhìn Ninh Dạ. "Nếu không có chuyện ngày hôm đó, cậu có nói ra chuyện thiên cơ điện không?" Ninh Dạ lắc đầu, "Đệ tử không biết, không biết, không biết." Ninh Dạ trả lời khẳng định, lòng người khó dò, chuyện tiên nhân còn không làm được, một phàm nhân như đệ tử cũng không làm được. "Đệ tử không hiểu người khác, thậm chí không hiểu bản thân mình." Nhưng cậu vẫn quyết định mạo hiểm vì huynh ấy là bằng hữu của đệ tử tân nhiễm tử mỉm cười trong lòng cậu bằng hữu quan trọng hơn thiên cơ điện đúng ninh giả dạ trả lời nghiêm túc ánh nến chiếu dọi gương mặt kiên nghị của ninh giả dạ. tân nhiễm tử rất thỏa mãn ông có tu luyện bí thuật có thể nhận ra những lời mà ninh giả dạ vừa nói rất chân thành chuyện này khiến tân nhiễm tử rất hài lòng tốt lắm có tình có nghĩa nhưng không phải người ngốc nghếch cần cẩn thận thì cẩn thận cần mạo hiểm thì mạo hiểm chẳng trách thiên cơ điện lại chọn con làm chủ nhân tân nhiễm tử nói xong giơ ngón tay chỉ vào thiên cơ điện chỉ thấy trong điện lấp lánh ánh sáng sau đó một tấm gương đồng cổ kính xuất hiện từ trong điện tân nhiễm tử thổn thức côn lôn kính như cảm thụ được tiếng gọi của thiên cơ môn côn lôn kính vang lên tiếng reo vang lanh lành khiến người ta cảm thấy nó đang vui mừng trên kính còn xuất hiện rất nhiều chữ viết màu vàng kim kỳ lạ quay vòng trong hư không vấn thiên thuật thấy những chữ viết vàng kim trên chiếc kính cổ côn luân tân nhiễm tử kích động tới mức run rẩy chương năm mở đầu năm Thiên Cơ Môn có Cửu Thiên Thần Thuật, lần lượt ứng với 9 bảo vật trong Thiên Cơ Điện, chỉ có một món thần vật không có pháp thuật. Nhưng sau khi Thiên Cơ Môn bị hủy diệt, Cửu Thiên Thần Thuật cũng thất truyền theo. Bây giờ Thiên Cơ Môn chỉ còn lại bản thiếu của ba loại thần thuật, Vấn Thiên Thuật chính là một trong số đó. Dựa vào bản thiếu của Vấn Thiên Thuật, Thiên Cơ Môn từ đệ nhất tiên môn thời thượng cổ từ từ chuyển thành môn phái nhỏ chủ yếu dựa vào bói toán xem quẻ, thứ yếu thì dùng cơ quan thiết bị còn bây giờ thứ xuất hiện trên tấm kính cổ côn luân chính là vấn thiên thần thuật hoàn chỉnh vấn thiên thần thuật là thuật bói toán nghe nói khi tu luyện tới mức tận cùng có thể biết cả quá khứ tương lai côn luân kính có năng lực thời gian không gian đạo về thời gian của nó không phải đi xuyên qua thời gian mà là tiên đoán vấn thiên thần thuật hoàn chỉnh kết hợp với côn luân cổ kính nghe nói có thể biết cả quá khứ và tương lai đương nhiên không phải chuyện gì cũng biết không thì thiên cơ môn thời thượng cổ đã chẳng tới mức bị diệt phong đáng tiếc Do côn lôn kính đã nhận ninh dạ làm chủ nhân, dù là tân nhiễm tử cũng không thể sử dụng côn lôn kính để bói toán. Thế nhưng nhận được vấn thiên thuật hoàn chỉnh, tân nhiễm tử đã thấy đủ rồi. Ánh mắt ông nhìn về phía ninh giả dạ càng lúc càng ấm áp. Con làm tốt lắm, từ nay trở đi con chính là đệ tử thứ 9 của ta. Nhớ phải giữ bí mật chuyện thiên cơ điện, không thể để những người khác biết. Từ ngày đó trở đi, ninh dạ chính thức bước vào thiên cơ môn. Thiên cơ môn là môn phái nhỏ, nhân số không nhiều, trưởng giáo tân nhiễm tử có tổng cộng 9 đồ đệ, thêm vào các đệ tử phân chi và tôi tớ, toàn bộ thiên cơ môn chỉ không hơn trăm người. Tuy vậy nội bộ thiên cơ môn vẫn khá hòa thuận, tân nhiễm tử cực kỳ coi trọng ninh dạ, coi y là người mà tương lai sẽ phục hưng thiên cơ môn, vì vậy ninh dạ được đối xử cực tốt, có bảo vật tự nhiên nào sẽ lập tức nghĩ đến hắn. Ninh dạ vốn chỉ có tư chất bình thường, nhưng được tân nhiễm tử dốc lòng bồi dưỡng, tiến cảnh cũng cực kỳ nhanh chóng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Hồ Yến Hoa nằm ở phía nam Thiên Cơ Sơn, nơi này là vùng đất sông nước. Lật thủy hà chảy từ trên xuống, thế nước cuồn cuộn, chảy vào Hồ Yến Hoa, bị địa hình rắc rối phức tạp của nơi đây chia thành nhiều dòng chảy, làn nước cũng chậm lại, đổ vào đất đai xung quanh, cũng tạo thành một khu vực phì nhiêu. Lúc này một chiếc thuyền đánh cá nho nhỏ đang chậm rãi chạy trên mặt sông, thi thoảng lại tung lưới đánh cá xuống. Trong quán trà nhỏ bên cạnh có vài vị khách qua đường đang nghỉ chân uống trà. Người ngồi ngoài cùng là nữ, tuy giới nữ nhưng cao to vạm vỡ, cường tráng như trâu. Quan trọng nhất là vừa uống trà lại vừa móc chân, thỉnh thoảng còn đưa lên mũi người người, có vẻ rất hưởng thụ, hành động thô lỗ chẳng khác gì đàn ông con trai. Người ngồi cùng cô nàng này là một thư sinh và một cô gái mặt tròn. Thư sinh kia phe phẩy quạt giấy, mỗi khi cô nàng cao to như quả núi kia giơ bàn tay vừa gãi chân lên, hắn lại vẫy mạnh cây quạt vài cái, có lẽ muốn thổi bay mùi thối kia đi. Cô gái mặt tròn lại đang nâng cầm, Đưa ra tại chỗ, không biết đang nghĩ điều gì Bên cạnh chỗ ngồi còn một ông lão lưng còng đang ngồi ăn lạc Thấy trong đĩa không còn bao nhiêu lạc nữa Lão ta bèn hô lên, tiểu nhị, thêm một đĩa lạc, một bình rượu Vâng, vâng, tiểu nhị đi ra, là một cậu nhóc trẻ tuổi, gương mặt thanh tú Cậu ta đưa đĩa lạc và rượu cho ông lão lưng còng Chỉ có điều động tác cậu ta hết sức phụng về, tay lệch đi Không ngờ rượu trong bình lại đổ lên người ông lão Ông lão tức giận, ngươi làm việc kiểu gì vậy tiểu nhị vội vàng xin lỗi xin lỗi xin lỗi nói xong đã giơ cái khăn lau màu cháo lòng trên tay lên định lau rượu rơi trên người lão ta lão già lưng còng kia hùng hùng hổ hổ cả nửa ngày mới dịu cơn tức nói mang thêm một bình nữa tới đây tính tiền cho ngươi vâng vâng tiểu nhị kia vội vàng đi xuống lần nữa để lấy rượu cô gái mặt tròn bên cạnh thấy vậy hơi tức giận lão già kia đúng là khinh người quá đáng cô nàng lực lưỡng đang móc chân miệng cong lên đừng lo chuyện bao đồng vị công tử cầm quạt giấy bên cạnh lắc đầu có câu rằng muốn tu thân trước hết cần phải làm cho mình ngay thẳng thân có uất giận lòng không ngay thẳng được có sự sợ hãi lòng không ngay thẳng được có điều ham muốn lòng không ngay thẳng được có sự lo lắng lòng không ngay thẳng được nếu tâm trí không để vào đó thì dẫu nhìn mà chẳng thấy dẫu để tai mà chẳng nghe dẫu ăn mà chẳng biết mùi vị như vậy nên gọi là tu thân cốt ở chỗ làm cho lòng mình ngay thẳng tiểu sư muội đừng dây vào chuyện phiền toái chương sáu mở đầu sáu cô gái mặt tròn cười lạnh thẩm lâm tân chỉ có huynh mới lắm mồm thế thôi nếu thật sự không dây vào chuyện phiền toái vậy lần này chúng ta hạ sơn làm cái gì còn nữa bây giờ muội không phải tiểu sư muội mà là bát sư muội câu nói cuối cùng được nhấn mạnh vị công tử cầm quạt giấy kia bèn cười hì hì sư muội nói đúng lắm là huynh nhiều lời rồi hừ cô gái mặt tròn bèn khoanh tay tiếp tục đờ người ra ánh mắt nhìn thẳng vào mặt hồ trên mặt hồ Ngư dân trên thuyền còn đang đánh cá, bầu không khí yên tĩnh hài hòa. Nhưng đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên dậy sóng, không có gió mà một cơn gió đột nhiên dâng cao mất trời, tạo thành một làn nước khổng lồ ập xuống chiếc thuyền đánh cá kia. Đến rồi, chứng kiến cảnh này, cô gái mặt tròn không những không hoảng sợ mà còn hưng phấn hẳn lên. Sóng lớn cuồn cuộn, từ trong hồ có một con cá lớn màu trắng như tuyết nhô ra, cảnh tượng hết sức mỹ lệ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau nó mở to cái miệng lớn, để lộ hàm răng dày đặc cưỡi lên gió, xẻ đôi sóng, đã cắn thẳng về phía thuyền ngư dân. Ông lão ngư dân đứng trên mũi thuyền cũng rất cường tráng, mặt vuông tai lớn, hình thể cao to, nhìn là biết người này uy vũ mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, theo lý mà nói khi thấy cảnh này ông ta cũng phải sợ tới mức rụt cổ lại. Nhưng ông ta thì không, chứng kiến con cá màu trắng kia xuất hiện, ông ta còn cười lớn nói, rốt cuộc cũng đợi được ngươi rồi. Nói đoạn dẫm mạnh xuống mũi thuyền, con thuyền kia đột nhiên chìm xuống một quãng, người đã bay lên trên không, lao về phía con cá lớn trắng như tuyết, đấm một cú ra. Cú đấm này trông rất bình thường nhưng khi đánh lên người con ngư yêu màu trắng kia lại lóe lên một luồng điện màu tím, đánh cho con ngư yêu kêu lên the thế. Ngư yêu kia lập tức biết không ổn, không quấn lấy chiến đấu tiếp mà quay người định bỏ chạy. Định chạy à, trên thuyền đánh cá lại xuất hiện một người, là một gã mập trắng trẻo, trông như một phú ông. Hắn chỉ tay vào mặt hồ, chỉ thấy trên mặt hồ sóng gợn lao sao, đã tạo thành một màn nước che trời, ngư yêu kia vốn tinh thông thủy tính nhưng đánh vào màn nước kia vẫn không ra được nghịch thủy trận ngư yêu bật thốt lên bằng tiếng người các ngươi là người của thiên cơ môn ai ra khiến ngươi nhìn ra rồi ánh mắt tên tiểu yêu nhà ngươi đúng là không tệ gã béo trắng trèo kia cười nói hắn là lục đệ tử của thiên cơ môn phong bất đình giỏi về trận đạo thời khắc này hắn vừa ra tay đã khóa chặt đường bỏ trốn của ngư yêu kia gã cao to mặt vuông tai lớn lúc trước đã cười ha hả đấm liền vài cú mỗi cú đấm đều như mặt trời giữa bầu trời sấm sét cuồn cuộn ngư yêu nhà ngươi làm hại thôn làng ăn vô số người hôm nay là ngày chém đầu nhà ngươi ngươi yêu kinh hãi diệu nhật quyền thiên lôi chú ngươi là đại đệ tử của tân nhiễm tử triệu long quang biết nhiều đấy thế quyền của triệu long quang càng lúc càng mạnh mẽ đồng thời trên thuyền đánh cá đã có thêm một người đàn ông áo xám giơ tay đánh ra từng dây thừng bằng gió cuốn về phía ngư yêu hắn tên là doãn thiên chiếu đứng hàng thứ bảy trong thiên cơ môn, giỏi về pháp thuật trói buộc. Nhưng hắn vừa ra tay vây trói, triệu long quang đã đấm một cú đánh tan đám dây thường gió kia, kêu lên, không cần sư đệ, mình huynh cũng đối phó được với nó rồi, để cứ ở bên cạnh canh gác là được. Nghe nói vậy, cô gái mặt tròn trong quán che chán, đại sư huynh lại thế rồi. Cô gái mặt tròn này chính là con gái duy nhất của tân nhiễm tử, đứng thứ 8 trong 9 đệ tử. Triệu Long Quang là người hiếu chiến nhất, có thể đơn đấu thì tuyệt đối không quần chiến tuy thực lực ngư yêu này khá mạnh nhưng cũng là cảnh giới hoa luân như hắn có gì phải sợ thời khắc này triệu long quang ra tay điên cuồng tiếng sấm cuồn cuộn đánh tới mức trời đất biến sắc ngay cả dân chúng gần đó cũng bị dọa cho phát sợ lao nhau tìm chỗ tránh né ngay cả tiểu nhị và ông lão lưng còng kia cũng sợ tới mức rụt cổ dưới bàn run lẩy bẩy bên phía này triệu long quang vẫn đang hăng say đại chiến với ngư yêu tuy yêu lực của ngư yêu rất cường đại nhưng rốt cuộc dần dần không địch nổi mắt thấy triệu long quang lại đấm một cú cực mạnh trong lòng nó nổi ý liều mạng đột nhiên há miệng phun ra một hạt trâu đỏ ngòm dòng hạt huyết trâu kia lại bắn ra một mũi tên bắn chúng ngay triệu long quang ngư yêu vui mừng chúng tinh huyết tiến của ta xem ngươi làm sao thoát chết không ngờ thân thể triệu long quang chỉ lay nhẹ rồi cười gần nói ngươi đã nghe tới tên ông đây thế mà không biết ông đây còn một biệt hiệu là thị yêu chi long à cái gì chương 7, mở đầu 7 lúc này nó mới nhớ ra có lời đồn hình như triệu long quang có dị huyết bẩm sinh vừa ra đời đã mang huyết mạch yêu quái vì vậy không sợ nhất là độc của yêu vốn tưởng là lời đồn bậy không ngờ lại là thật ngư yêu kia ngẩn ra đã thấy cú đấm của triệu long quang đánh thẳng xuống làm đầu của nó lõm vào một khoảng ngư yêu biết đã không còn cơ may ngừng tụ tất cả yêu lực máu tươi bắn về phía triệu long quang như mưa tên đáng sợ nhất không phải uy lực của mũi tên này là mà yêu huyết có độc triệu long quang lại như không có cảm giác gì mặc cho những mũi tên máu đó bắn vào cơ thể đã đánh chết ngư yêu tới mức triệt để tiện tay nắm lấy yêu đan hắn nhìn yêu đan đã xẹp gần hết lắc đầu đáng tiếc bị nó dùng quá nhiều cuối cùng cũng không được hoàn hảo nói xong đã cưỡi gió đạp sóng đi lên trên bờ đại sư huynh thật lợi hại tân tiểu diệp đã chạy tới biết ngay có đại sư huynh ra tay là sẽ giải quyết được ngư yêu này mà chúng ta đến đây vốn là dư thừa rồi còn bố trí ba lớp nữa đúng là dư thừa không ngờ vừa nói xong câu này đã thấy triệu long quang biến sắc tránh ra. Nói đoạn đẩy tân tiểu diệp ra ngoài, chỉ thấy một luồng chất lỏng màu đen bắn thẳng tới, bay qua chỗ tân tiểu diệp vừa đứng, đánh trúng một cái cây, khiến toàn bộ gốc cây lớn đó lập tức khô hèo. Cùng lúc đó, cô nàng cao to và công tử cầm quạt giấy đã cùng xuất thủ đánh về phía bụi cỏ cách đó không xa. Một con rắn lớn chui từ trong bụi cỏ ra nhưng không ham chiến mà nhanh chóng bỏ trốn, tốc độ như gió cuốn, trong lúc nhất thời cô nàng cường tráng và công tử cầm quạt giấy đều không đuổi kịp. Đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện từ chân trời, soạt một tiếng đã hạ xuống, chém ngay chỗ bảy tấc của con rắn lớn, một kiếm chia thành hai nửa. Con rắn lớn lăn lộn phun ra vô số chất dịch có độc, kiếm quang lấp lóe, không giọt máu nào chạm được tới đối phương. Sau khi kiếm quang ngừng lại mới phát hiện đó là một chàng trai áo trắng cầm kiếm, cũng là người tuấn tú hiếm thấy, khi hạ xuống còn rất tao nhã hất tóc một cái nhị sư huynh lợi hại quá, tân tiểu diệp vui vẻ kêu to, tam đệ tử thẩm lâm tân ra vẻ coi thường phe phẩy quạt giấy, khoe mẽ. Chàng trai thích khoe mẽ này tên là Lâm Vũ Phong, giỏi về kiếm đạo, có biệt hiệu là ngự phong kiếm, có thể thấy hắn xuất kiếm nhanh tới mức nào. Lúc này Lâm Vũ Phong dáng dấp tiêu sái đi tới, quả nhiên còn một con yêu tinh ẩn nấp ở gần đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng thoát nổi khoái kiếm của ta. Phải là không thoát nổi tính toán của tiểu sư đệ mới đúng. Bên cạnh Lâm Vũ Phong đã có thêm một người, không ngờ lại là thanh lâm. Cô nàng móc chân ở đằng kia đã lấy một vật từ người con rắn lớn, chính là viên độc hoàn ngưng tụ tinh hoa của con rắn này. Tiện tay ném một cái, nhưng lại vứt cho hầu bàn ở bên cạnh, này, thứ đệ muốn đây. Tiểu nhị trong quán chính là ninh dạ, y nhận độc hoàn, mỉm cười vui vẻ, đa tạ ngũ sư tỷ. Cô nàng móc chân tên là Sơn Nhu, đứng thứ năm trong thiên cơ môn. Lần trừ yêu này, chín đệ tử của thiên cơ môn đều đến đủ. Ông lão lưng còng bên cạnh sợ tới mức run lên lẩy bẩy, chạy tới quỳ xuống chân ninh dạ, lão đây không biết ngài là tiên nhân, vừa rồi đã mạo phạm, kính mong tiên nhân tha mạng. Ninh dạ khẽ mỉm cười, không sao, người không biết không đáng trách. Ông lão lưng còng kia thở vào một hơi, đang định đi khỏi. Ninh dạ lại nói, ta đâu có cho người đi, ta có thể không tính toán chuyện ngươi vô lễ với ta nhưng lại không thể bỏ qua chuyện ngươi dung túng yêu ma hại người. Ông lão lưng còng ngơ ngác, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay cả những người khác trong thiên cơ môn cũng chấn động, cùng bao vây lại. Lão ta quay sang nhìn ninh giả, lão đây không hiểu tiên trưởng đang nói gì. Rõ ràng các vị tới trừ yêu mà, lão đây là người chứ nào phải yêu. Ninh giả khẽ lắc đầu, người có thể giả bộ tiếp nhưng nếu người nghĩ xem, nếu chỉ đối phó với hai con yêu quái bình thường, thiên cơ môn chúng ta có cần phái toàn bộ môn hạ đệ tử tới không? Ông lão kia đột nhiên biến sắc, thân thể ưỡn thẳng, thiên cơ môn quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Sau khi thân thể lão ta ưỡn thẳng, cái bướu sau lưng đột nhiên nổ tung, không ngờ từ trong đó lại có vô số yêu quái ong xông ra, lít nha lít nhít, lao thẳng về phía đám người. Mỗi con ong đều to như nắm đấm, tốc độ cực nhanh, độc châm của nó thậm chí phá được chân cương hộ thể. Biến cố đột ngột này khiến đám người triệu long quang không kịp đề phòng, lập tức ra tay né tránh. chương 8, mở đầu 8, triệu long quang có yêu huyết trời sinh, không sợ yêu độc, nơi quyền phong đánh tới, lũ ong yêu đều toi mạng, lâm vũ phong vận kiếm quang, ngăn cản tất cả ong yêu ngoài tấm tảm kiếm, thẩm lâm tân lại hạ giọng quát một tiếng xung quanh người đã xuất hiện từng ký hiệu phù chú màu bạc kỳ lạ khiến đám ong yêu kia không thể tới gần thanh lâm thì thân thể như bông liễu bay lượn theo làn gió không còn ong yêu nào đuổi kịp hắn đệ tử thứ năm sơn nhu lại là đơn giản nhất gầm lên một tiếng như hổ thân thể đã biến thành ra đồng xương sắt những mũi châm độc kia có thể phá được cương phong như không thể đâm rách làn da của cô nàng. Phong bất đình phóng ra một trận pháp trên người, bảo vệ bản thân, trên người Doãn Thiên Chiếu xuất hiện một làn gió xoáy, tất cả ông yêu bị chui vào gió xoáy đều bị hất văng ra ngoài. Giải lụa sạc sỡ trong tay Tân Tiểu Diệp muốn lượn, nơi nó đi qua, ông yêu lao nhau rơi rụng. Cô trực tiếp dùng công đối công, tuy Tân Tiểu Diệp đứng hàng thứ 8 nhưng dù sao cũng là con gái của Tân Nhiễm Tử, giải lụa trong tay cô là một món pháp bảo hiếm có, đủ để tự bảo vệ bản thân. Tuy ông yêu rất mạnh nhưng dẫu sao cũng không đối phó được nhiều người cùng lúc như vậy. Nhưng ngay lúc này, tám người lại cùng biến sắc, hét lớn, sư đệ. Chỉ thấy không biết ninh giả đã rơi vào tay lão già cao to lưng còng kia từ bao giờ không biết. Tay của lão ta đặt trên thiên linh cái của ninh giả, cười lên khẳng khặc chư vị đều là cao thủ của thiên cơ môn, nhiều người đánh ít như vậy thì lão đây làm sao mà địch nổi. Nhưng cũng may, cũng may, cuối cùng cũng có một tên yếu ớt. Chưa đạt tới hoa luân mà dám tới gây chuyện với lão phu, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Câu cuối cùng là nói với ninh giả, thiên cơ môn có 9 đệ tử, tám người khác đều ở cảnh giới Hoa Luân, hơn nữa Triệu Long Quang và Lâm Vũ Phong mạnh nhất đã là Hoa Luân đỉnh phong. Chỉ có Ninh Dạ yếu nhất, tu luyện 3 năm mới chỉ tàng tượng đỉnh phong, thiếu chút nữa mới được viên mãn. Nhưng dù sao tàng tượng cảnh cũng chỉ là cảnh giới đầu tiên, còn được gọi là cảnh giới học đồ, làm sao là đối thủ của lão già cũng là Hoa Luân đỉnh phong này, chỉ một chiêu thôi đã bắt được hắn. Thấy người rơi vào tay kẻ địch, tất cả mọi người đều căng thẳng. Đám người Tân Tiểu Diệp, Thanh Lâm đã hét lớn, người đừng giết hắn, chuyện gì cũng dễ bàn bàn cái quái gì tất cả các ngươi cút đi không được ở lại đây lão già đã hét lớn đám người không hề do dự cùng lui về phía sau ninh dạ đột nhiên nói có một việc ngươi lầm cái gì lão già kia ngơ ngác không kịp phản ứng lại ninh dạ nghiêm túc nói lần trừ yêu vệ đạo này là nhiệm vụ sư phụ giao cho ta xem như một thử thách của sư môn dành cho ta vì vậy đây không phải là lo việc bao đồng thế thì sao lão già không hiểu nghĩ là hai con yêu quái kia có thể do các sư huynh giết nhưng ngươi nhất định phải do ta giết ninh giả dạ trả lời rất nghiêm túc lão già bị câu nói này của ninh giả dạ làm cho sửng sốt ngươi ngươi giết ta sư phụ ngươi muốn ngươi chết à không phải chẳng qua là sư phụ ta tin tưởng ta thôi phải biết có lẽ đánh bại một người cần có thực lực nhưng giết một người lại chưa chắc đã cần ninh giả dạ cười hì hì nói nghe câu này trong lòng lão già đột nhiên dâng lên cảm giác bất ổn ngươi Ninh Dạ đã thở dài nói, ngươi quên mình đã uống rượu của ta, ăn thức ăn của ta à? Lão già kinh ngạc, đột nhiên phát hiện thân thể mình không còn sức lực. Ninh Dạ nhẹ nhàng thoát khỏi khống chế của hắn, đi tới bên cạnh mọi người. Tân Tiểu Diệp vừa mừng vừa sợ, hóa ra Đệ đã phát hiện ra hắn có vấn đề từ trước rồi, còn hạ thuốc vào hắn. Thằng nhóc thối này, được lắm, làm sao Đệ biết? Ninh Dạ mỉm cười, yêu quái ăn người chứ không hứng thú gì với của cải. Đệ đã xem tất cả tư liệu mà sư phụ giao cho, Phát hiện thời gian vừa qua, hễ là người bị yêu quái ở đây làm hại, thậm chí không thấy tiền bạc hàng hóa đâu. Khi đó Đệ đã biết, quá nửa là trong chuyện này còn có người âm thầm quấy phá. Để không sợ tìm sai người à, Sơn Nhu lấy làm lạ, Ninh Dạ nhún vai, ai bảo lão ta giả làm người gù mà không giống. Khi người gù bước đi thân thể sẽ nghiêng về phía trước, dấu chân trước nặng mà sau nhẹ, nhưng người này lại chẳng hề như thế. Thật ra lão ta có thể không để lại dấu chân nhưng lại muốn giả làm phàm nhân, giả mà không giống Lúc trước để cố tình làm đổ rượu lên người lão ta Lao chùi cho lão, phát hiện cái bướu sau lưng lão có động tính Đã biết người gù này chính là mục tiêu mà đệ muốn tìm Chương 9, mở đầu 9 Cho dù thế cũng phải cẩn thận tìm sai người chứ Triệu Long quang cao mày Tuy ninh giả dạ phân tích rất có lý nhưng vẫn có khả năng tìm sai Ninh giả dạ mỉm cười Vì vậy đệ không hạ loại độc đoạt mạng Chỉ khiến toàn thân hắn không còn sức lực mà thôi Người gù kia đột nhiên hiểu ra, cười gắn nói, được, được, người giỏi lắm. Nhưng chỉ dùng thứ này mà đòi giết ông đây á, còn kém xa. Nói xong thân thể lão ta đột nhiên nổ tung, đã hóa thành một làn khói đen tan ra bốn phương. Ảnh độn thuật là người của ma môn, lâm vũ phong biến sắc, người trong ma môn cùng hung cực ác, lại nhiều thủ đoạn, giỏi nhất là bỏ trốn giữ mạng. Pháp thuật ảnh độn này là một trong những thủ đoạn sở trường của bọn họ, ngay cả thuốc của ninh giả cũng không thể gây ảnh hưởng tới pháp thuật ảnh độn của lão ta. Mọi người không ngờ lão ta còn thủ đoạn này, đành trơ mắt nhìn lão ta chạy mất, cùng ảo não không thôi. Ninh dạ lại thở dài, tự gây nhiệt, không thể sống. Một, hai, ba, ầm, phía chân trời đột nhiên có một luồng sáng rực rỡ như mặt trời bùng lên, bên trong lại như có khói độc lan tràn, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của người gù vừa rồi. Đây là, mọi người đang lấy làm khó hiểu. Ninh giả nói, lão ấy không nên bắt sống đệ, để không hạ thủ nặng trong rượu và thức ăn, thế nhưng sau khi lão ấy bắt sống đệ thì lại khác. Chỉ có điều, tiếc cho viên độc hoàn vừa tới tay. Câu cuối cùng, Ninh giả có vẻ khá tiếc nuối. Bạch Vũ, thằng nhãi khốn tiếp kia, có giỏi thì đừng chạy, hôm nay ông đấy không đánh người ba ngày không xuống giường được thì không làm đại sư huynh nữa. Theo một tiếng ẩm vang vọng, thiên cơ đại điện vang lên tiếng gầm hùng hồn phẫn nộ của triệu Long Quang sau đó là ninh giả dạ chạy thẳng ra ngoài thiên cơ đại điện, vừa ôm đầu vừa chạy vừa hô to, đại sư huynh tham mạng, đệ thật sự không cố ý. Đệ chỉ tiện tay làm cái cấm chế đó chơi thôi, ai bảo huynh tiện tay. Ai ui, sau mông đã trúng một trường của triệu long quang, ninh giả dạ ôm mông bỏ chạy, trước mắt đã chạy tới gần khu rừng, biến mất không còn bóng dáng. Triệu long quang mặt mày cháy đen, quần áo thủng lỗ chỗ, người đầy vết đốt, nhìn dáng vẻ như vừa bị lửa đốt. Bị đốt thì không nặng nhưng hình tượng đã mất sạch, đặc biệt là hàng rear map mà hắn yêu thích nhất bị ngọn lửa của ninh dạ đốt mất tới phân nửa đang đau lòng muốn chết lúc này hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải dạy cho thằng nhãi này một bài học trên bầu trời có vài tu sĩ đang bay lượn luyện, luyện kiếm cầm đầu là tân tiểu diệp quần áo rực rỡ phất phơ theo làn gió kiếm quang lấp lóe, nhẹ nhàng như yếu cưỡi gió mà đi đang chơi đùa vui vẻ lại thấy triệu long quang lao ra ánh mắt cô nhìn theo hạ xuống đất tân tiểu diệp đi tới bên cạnh tân nhiễm tử cười hì hì nói đại sư huynh sư huynh lại bị cử sư đệ đùa dỡn à triệu long quang tức đến nổ phổi thằng nhóc hư hỏng này cả ngày chỉ làm chuyện bằng môn tà đạo linh ta linh tinh không chịu tu hành nghiêm chỉnh lại định dùng đồng môn làm thí nghiệm ai mà trúng bẫy của nó nó lại kêu là do tay chân người đó không đứng đắn đúng là khiến huynh tức chết mất thôi hôm nay sư huynh phải thay mặt sư phụ dạy dỗ nó một phen thôi đi lần nào cũng nói rõ ác lúc ra tay thật lại chẳng thấy huynh dùng sức mấy một cô gái cao to mập mạp từ trên không hạ xuống, chính là Sơn Nhu. Triệu Long Quang cười khổ nói, "Ngũ muội, câu này của muội sai rồi, mọi người là đồng môn, chẳng lẽ huynh lại ra tay đánh chết nó hay sao? Hơn nữa nếu huynh làm thế thật, sư phụ sẽ đánh chết huynh." Lúc này nghe hắn nói vậy, Sơn Nhu càng tức giận, sư phụ thiên vị cửu sư đệ, sư huynh cũng thế. "Đúng vậy, đúng vậy." Tân Nhiễm Tử bên cạnh gật đầu lia lịa, từ khi cửu sư đệ nhập môn, cha chỉ thương một mình đệ ấy có đồ gì tốt cũng ưu tiên cho đệ ấy, thậm chí chẳng buồn chia cho muội. Đâu chỉ có người, cả tứ sư huynh cũng thế. Lần trước sư huynh ra ngoài kiếm được một phần cửu hoàn thủ ô, không ngờ lại đưa hết cho mình tiểu sư đệ. Sơn Nhu cũng đang oán trách, dưới trướng tân nhiễm tử có 9 đệ tử, chỉ tân tiểu diệp và Sơn Nhu là nữ, vốn là người được yêu thương nhất. Kết quả ninh dạ vừa đến đã đoạt luôn danh tiếng của hai cô gái, lúc này giọng nói của cả hai đều có vẻ ghen tị. Triệu Long quang cười ha hả, hai người đều là sư tỷ, sao phải tính toán như vậy? Mọi người đều là đồng môn, nếu tôn kính yêu mến lẫn nhau mới đúng. Sơn Nhu chừng mắt nhìn hắn, huynh cũng có khá hơn chút nào đâu. Lần trước cửu sư đệ muốn vẩy của mặc dao, chẳng phải huynh cũng lạch bạch chạy đi đại chiến với con mặc dao kia ba ngày, còn bóc cả vải của nó về. Chương 10, mở đầu, 10. Triệu Long Quang thấy hai cô gái chung mối thù như vậy vội vàng nói, huynh sẽ lập tức tìm cho ra thằng nhóc này, tự tay đánh nó cho muội xem. Hôm nay quyết không thể để nó thoải mái được nói xong đã chạy vào trong rừng, thấy hắn như vậy, Tân Tiểu Diệp và Sơn Nhu nhìn nhau, cùng hô lớn, đại sư huynh muốn dạy dỗ tiểu sư đệ, mọi người cùng tới bắt tiểu sư đệ đi. Nghe câu nói này lại có vài người từ trên không hạ xuống, lao nhau hô, để ta. Rồi cùng phóng vào trong rừng, có vẻ mọi người đều rất hưng phấn với việc dạy dỗ ninh giả. Tân Tiểu Diệp lao vào trong rừng, thấy khu rừng không có ai cũng không buồn để ý, trực tiếp làm pháp quyết, bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm thiên địa huyền hoàng, không chỗ náu mình, mở. Trước mắt đã trở nên sáng trong, đôi mắt Mỹ miều đảo qua xung quanh, chỉ thấy trên một gốc cây nhỏ trong rừng, ninh dạ đang nằm trên cây gác chân nghỉ ngơi. Bắt được đệ rồi nhá, tân tiểu diệp hưng phấn lao tới, lẻn ra sau ninh dạ, giơ tay tóm một cái. Đột nhiên nghe, bùm, một tiếng, ninh dạ biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó là một con heo nhỏ màu hồng nhạt, sau mông nó đang phóng ra một luồng khói cũng màu hồng nhạt, bao phủ quanh người tân tiểu diệp, kèm theo đó là mùi tanh tưởi. Tân Tiểu Diệp hoàn toàn ngây dại, con heo nhỏ còn đang ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tân Tiểu Diệp, không hiểu vì sao cô lại gãi mông mình. Lẽ nào cô ấy thích ngửi mùi của mình, thế là nó thả thêm cái giấm nữa, lần này là một cái giấm bảy màu lung linh như cầu vồng, âm thanh màu sắc mùi hương đều có đủ, thậm chí kèm cả chức năng nhuộm màu. Toàn thân Tân Tiểu Diệp phủ đầy màu sắc, cô ngây ra một chốc rồi hét, a à, a, à, một lúc lâu tiểu sư đệ. Thằng nhãi khốn kiếp, đệ không xong với tỷ đâu. Nói xong đã, soạt, một tiếng bay mất, hiển nhiên cô muốn đi tẩy rửa hậu quả bi thảm do, hương trần trư, gây ra. Ha 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 ha, các sư huynh nghe tiếng chạy tới, cất tiếng cười to, vẻ mặt ai nấy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Long quang hừ một tiếng, giơ tay tóm một cái vào khoảng không bên cạnh con heo, đã lôi ra người người từ hư không, chính là ninh dạ. Thằng nhóc thối kia, trêu sư huynh còn chưa đủ, lại trêu cả sư tỷ nữa. Triệu Long quang cả giận nói oan uổng quá, làm sao để biết ai sẽ tới bắt mình. Ninh giả dạ âm ức, đệ chỉ muốn kiếm một kẻ chịu đòn thay, ai biết tân sư tỷ lại chúng chiêu cơ chứ. Thôi đi, nếu đệ không đoán được đã chẳng dùng thủ đoạn, hương trần Trư này. Đồng môn có 9 người, chỉ có tiểu diệp có năng lực quan sát tốt nhất. Tam đệ tử thẩm lâm tân lạnh nhạt nói toạc nguyên nhân của ninh giả. Dạ. Phong bất đình lấy làm lạ ôm, hương trần chư, nhìn từ trên xuống dưới, nhưng này, tiểu sư đệ, rốt cuộc đệ dùng cách gì mà làm được không ngờ còn bố trí được cấm chế trên linh thú chuyện này thật sự rất khó đấy đạo về cấm chế cũng là đạo về cơ quan cùng cân nguyên ở trận pháp cũng thuộc về trận đạo chỉ có cách dùng khác biệt cấm chế cần cơ hội nhất định để phát động càng đơn giản linh hoạt cơ quan thì không cần nhưng càng to lớn hùng vĩ phong bất đình giỏi về trận đạo xét theo uy lực trận đạo thì hắn mạnh hơn ninh giả không biết bao nhiêu lần ninh giả lại khác y thiên về phía cơ quan cấm chế Thủ pháp của y không thể xét theo uy lực mà càng quỷ dị linh hoạt. Đừng nói triệu long quang, thậm chí có lúc cả tân nhiễm tử cũng bị ninh giả lừa. Có thể thấy trong phương diện xảo quyệt bí ẩn, ninh giả đã đi tới cực hạn. Nhưng trận pháp cấm chế cần có nguyên lý vận chuyển nhất định, vì thế rất ít khi dùng trên vật sống. Dù sao linh thú là vật sống, thường không phối hợp. Vì vậy phong bất đình cũng tấm tắc khen thẩm lâm tân cũng tán thành. Đúng là thủ đoạn của tiểu sư đệ càng ngày càng lợi hại. Hèn gì lần trước cái tên giả gù kia lại trúng đòn. Tiếc là còn chưa đủ. Ninh Dạ lắc đầu, theo ý tưởng gốc của đệ vốn không cần dùng tới độc hoàn, dùng chiết quang thuật khiến nhật quang tán hòa vào cơ thể đối phương là có thể làm được mà không gây chút động tĩnh nào. Một khi bùng nổ sẽ tỏa thành hiệu quả như mặt trời nổ tung. Nếu có thể dùng thêm chút mánh khóe chắc còn khống chế được thời điểm phát nổ. Cứ như vậy nếu tương lai muốn đối phó với môn phái đối địch nào chỉ cần gieo pháp thuật này vào người một đệ tử đưa vào trong môn phái khởi động đúng lúc là có thể tạo thành hiệu quả khiến trời đất rung chuyển nhưng nhật quang tán quá bất ổn, nhất định phải dùng pháp thuật ngưng tụ thành hạt giống nhật quang mới có thể thực hiện mà không gây chút động tĩnh nào. Còn muốn tạo thành hiệu quả dung chuyển trời đất thì lược, hạt giống nhật quang đưa vào phải đủ mạnh. Muốn áp chế lực lượng mạnh mẽ như vậy cần lực lượng tương ứng để phối hợp. Nói chung còn rất nhiều vấn đề cần cải tiến. Tiếc là phương pháp này quá ác độc, không thích hợp để thí nghiệm trên người các sư huynh. chương 11, mở đầu 11, Ninh Dạ đang lắc lư cái đầu nói một chàng thì nghe cái cốp, trên trán đã bị Triệu Long Quang gõ một cái. Triệu Long Quang lạnh lùng nói, suốt ngày nghĩ tới mấy thứ bảng môn tà đạo, không chịu tu luyện đàng hoàng. Đệ xem xem, đã hơn 3 năm rồi mà đệ vẫn ở cảnh giới tàng tượng, uống bao chỗ tốt mà sư phụ cho đệ, đệ không thấy mất mặt à. Ninh giả dạ bị sư huynh đánh u đầu, vừa xoa vừa khổ sở nói, nói thì nói thôi, đừng có hơi tí là gõ đầu người ta được không. Gõ nhiều thành ngốc đấy, hơn nữa huyền đạo và trận đạo chính là đạo cơ bản của thiên cơ môn chúng ta, sao lại gọi là bàng môn tà đạo được. Để nghiên cứu cấm chế, sửa cố thành mới, phát minh ra nguyệt ảnh hàn sa, nhật quang tuẫn bạo, vô linh cấm chế, có thứ thậm chí các sư huynh chưa từng thấy, đệ chính là thiên tài số một của bản môn. Y nói xong câu này, triệu long quang lại không còn gì để nói. Câu này không sai, với môn phái khác thì những thứ này có lẽ là bàng môn tà đạo, nhưng đối với thiên cơ môn lại là đại đạo chính tông. Nhưng thằng nhãi nhà ngươi suốt ngày nghiên cứu mấy thứ này, mà lơ là tiến bộ của bản thân, dẫu sao cũng không thích hợp. Phải biết, cơ quan trận pháp có tốt đến đâu cũng cần có người điều khiển. Không có đủ thực lực cũng chẳng thể chế tạo được trận pháp cường đại. Tân nhiễm tử không giỏi thuyết giáo, đành tức giận nói, sư huynh mặc kệ, tóm lại, cho đệ thêm hai tháng. Trong hai tháng này bất luận thế nào cũng phải tăng lên cảnh giới hoa luân. Đâu cần vậy chứ, mặt mày ninh giả bắt đầu cao có. Triệu Long Quang càng lúc càng tức giận, gõ liên lịa lên đầu ninh giả, bảo đệ tăng cường đại chứ có phải hại đệ đâu, cái đồ không có trí tiến thủ nhà đệ, làm ông đây tức chết mất thôi. Đám người phong bất đình lại hiếu kỳ, nguyện ảnh hàn sa và vô linh cấm chế kia là gì, nhưng thấy triệu long quang đang nổi nóng nên không ai dám hỏi. Được rồi, được rồi, những sư huynh đệ khác cùng tới hòa giải. Cơn giận của Triệu Long Quang vẫn còn chưa hết, các sư đệ cũng thế, suốt ngày chơi bời lưu lồng, chảnh mảng chuyện tu hành. Hôm nay thời gian học buổi chiều tăng gấp đôi, nghe câu này mọi người cùng rên rỉ. Sơn Nhu tức giận đá một phát vào mông Ninh Dạ, rõ ràng là giận y làm liên lụy đến bản thân. Ninh Dạ đành cười khổ xin lỗi, "Ơ, ờ, tứ sư đệ, nhị sư đệ với thất sư đệ đâu?" Triệu Long Quang để ý thấy đám người Doãn Thiên Chiếu không có mặt bèn hỏi. Nhị ca đang luyện kiếm, tứ ca đi uống rượu, thất đệ thì đương nhiên là tới thăm thường muội muội của đệ ấy rồi. Phong Bất Đình cũng là kẻ thích buôn chuyện, gọi hết bọn chúng về đây, mai là đại lễ tế tổ rồi, môn hạ của Thiên Cơ môn không được thiếu một ai. Triệu Long Quang nói, rõ, mọi người cùng đáp lời. Lúc này Tân Tiểu Diệp vừa tẩy rửa cái giấm của Hương Trần Chư xong, đang lao tới đằng đằng sát khí, bạch vũ, tỷ sẽ cho đệ biết tay. Ninh giả bị dọa cho nhảy dựng lên, sư huynh sư tỷ, sư đệ trốn đây. Lại, soạt, một tiếng, chạy mất không còn bóng dáng, phía sau là Tân Tiểu Diệp cầm kiếm đuổi giết biên cuồng. Các sư huynh nhìn vậy lao nhau lắc đầu, thổn thức không thôi. Đúng là tiểu sư đệ vẫn hơi bướng bỉnh, lâm vũ phong lắc đầu thở dài. Tiểu sư đệ là người thông minh linh hoạt, lúc bình thường cũng khá trầm ổn, chỉ không biết vì sao y luôn lười biếng trong việc tu hành, khiến mọi người chỉ thấy tiếc vì mài sắt không thành kim. Đúng vậy, đúng vậy, tân tiểu diệp ở đằng khác đi tới, xem ra cuối cùng cô cũng không đuổi kịp ninh dạ. Tuy tu vi của cô cao hơn ninh dạ, thực lực cũng mạnh hơn y, nhưng chẳng ngăn nổi mấy trò quỷ quái của thằng nhóc này, y lại hiểu rõ địa hình, rẽ trái quẹo phải vài lượt đã không còn bóng dáng tân tiểu diệp tức giận nói uổng cho cha muội đối xử tốt với nó như vậy có bảo bối gì cũng cho nó dùng kết quả thì sao nó suốt ngày ăn chơi lêu lổng như vậy ăn nhiều đồ tốt thế cho dù là hương trần chư cũng phải lên cấp rồi chứ con hương trần chư nho nhỏ kêu hừ hừ vài tiếng ý là cô đừng có nói suông mà không làm chuyện này cũng khiến mọi người càng thêm bất đắc dĩ khi màn đêm buông xuống thiên cơ môn lại trở lại vẻ an lành yên tĩnh bình thường Bầu trời của thiên cơ sơn được tôn là bầu trời rực rỡ nhất trường thanh giới. Mỗi lúc mặt trăng đi khuất, ánh sao lóng lánh, từng luồng sáng rải xuống, chiếu rọi bóng người, hết sức kỳ lạ, tạo một cảm giác rất thần bí. Ninh dạ lặng lẽ ra khỏi thiên cơ đại điện, đi tới trong quảng trường, lấy một nắm cát màu xanh đậm rắc xuống. Sau đó y lại tới một gian phòng kín, lại làm vậy. Cứ thế y vừa đi vừa rắc cát xanh làm khắp nơi trong thiên cơ môn, còn dùng đất cát che giấu cẩn thận rồi mới lặng lẽ về phòng thành công rồi, ninh dạ vui mừng, đang định làm gì đó lại thấy tân nhiễm tử đang ngồi trong phòng mình, người mặc áo bảo bát quái, tay cầm thiên cơ côn. Sư phụ, ninh dạ ngơ ngác, trong lòng đột nhiên giật thót, tân nhiễm tử nhìn y, giơ tay ra, đưa đây. Ninh dạ không tình nguyện lấy một cái túi ra giao cho tân nhiễm tử. Tân nhiễm tử mở ra xem, thầm lấy làm lạ, đây là cái gì? Ninh giả dạ cúi đầu nói, một thứ nho nhỏ do đệ tử tự nghiên cứu. Tân nhiễm tử vân vê đống cát, cảm nhận cẩn thận, phát hiện không ngờ mình lại không nhận ra nó có chỗ nào huyền bí. Ông lấy làm lạ, cái này để làm gì? Chương 12, mở đầu 12. Thấy sư phụ không biết, Ninh giả dạ có vẻ rất hưng phấn, sư phụ không phận ra à? Gương mặt Tân Nhiễm Tử trầm xuống, nói mau. Ninh giả dạ vui vẻ nói, đây là nguyệt ảnh sa, do con nghiên cứu, tên hay đấy chứ. Còn tác dụng là để phối hợp với côn lôn kính. Ninh giả dạ nói xong lấy côn lôn kính ra, vạch một cái vào khoảng không, tuôn một tràng dài, sư phụ còn cảm thấy dùng côn lôn kính để tính toán thiên cơ là quá lãng phí. Thật ra thiên cơ hư vô mờ ảo, khó mà dò được thật giả. Tuy có năng lực khám phá huyền bí nhưng tỷ lệ thành công quá thấp, mà lại không thể khinh nhờn thiên cơ, giá trị thực tế không cao. Nhưng chúng ta có thể nghĩ ngược lại, côn lôn kính dùng để nhìn tương lai, xem thiên ý, đương nhiên không dễ hiểu được, nhưng nếu dùng để nhìn quá khứ hoặc nhìn những chuyện đã hoặc đang xảy ra lại rất dễ dàng. Vì vậy nếu dùng côn lôn kính để nhòm ngó bí mật của người khác, nó lại là bảo vật tuyệt vời. Đương nhiên trong đó còn một vấn đề, đó là bây giờ thực lực của con còn thấp, không thể quan sát những tu sĩ có thực lực mạnh hơn con. Vì vậy con chế tạo ra nguyệt ảnh hàn xa, con dùng huyền thiên hàn u thảo kết hợp với không linh thạch, lại lấy côn lôn kính ngày ngày chiếu vào, khiến cho nó sinh ra liên kết linh tính. Như vậy nơi nào có nguyệt ảnh hàn xa thì con có cơ thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở nơi đó. Không tin thì sư phụ nhìn xem, nói xong y khởi động côn lôn kính, chỉ thấy mặt kính xoay chuyển, không ngờ hình ảnh các nơi trong thiên cơ môn liên tục xuất hiện trong kính. Rõ ràng ninh giả đã lén lút thảo nguyệt ảnh hàn xa từ lâu, trong phòng mấy vị sư huynh đều có. Lúc này côn lôn kính chuyển động đã soi sáng gian phòng của triệu long quang, chỉ thấy hắn đang tu luyện. Lại thay đổi sang phòng của nhị sư huynh lâm vũ phong, thấy hắn đang tự thưởng thức mình trong gương tới mức say mê, tay lắc lư quạt giấy, miệng lẩm bẩm ngọc thụ lâm phong cũng chỉ vậy mà thôi. Xưa nay nhị sư huynh lâm vũ phong vốn tự luyến, chỉ không ngờ hắn tự luyến tới mức độ này Ninh dạ thấy vậy bật cười Nhưng để ý thấy sắc mặt tân nhiễm tử Đã rất khó coi Y vội vàng chuyển sang nơi khác Lần này y chuyển tới phòng của thất sư huynh Doãn Thiên Chiếu Nhưng lại thấy trong phòng của Doãn Thiên Chiếu Còn có một cô gái Hai người đang ôm chầm lấy nhau Ờ đây chẳng phải em gái họ thường Ở dưới núi à Ninh dạ bật thốt lên Chưa kịp nói gì thêm đã nghe tiếng Bốp đầu đã bị tân nhiễm tử cốc cho một cái Hoang đường còn không mau dừng lại ninh giả bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng đóng côn lôn kính lại. Tân nhiễm tử đã cả giận nói, thiên cơ đại đạo, quan sát huyền cơ, há lại dùng để nhòm ngó chuyện riêng tư bí mật của người khác. Hành động này quá bị ổi, là thứ chúng ta khinh thường. Sau này con không nên làm như vậy, càng không được nhìn trộm các sư huynh sư tỷ của con nữa. Ừm, trong lòng ninh giả không cho là đúng, ninh giả từng là nhân viên phân tích tình báo. Có lẽ do xuất thân nên ninh giả rất không ưa chuyện thiên cơ đại đạo, quan sát tương lai dưới cái nhìn của y sử dụng côn lôn kính để thăm dò tương lai mịt mờ là cách làm lãng phí tác dụng thật sự của nó không phải quan sát tương lai mà là thu thập tin tức thăm dò những thứ đã diễn ra biết được quá khứ có lúc chẳng khác nào biết tương lai chỉ tiếc là trong thế giới này phương thức suy nghĩ của người tu tiên đã bị cố định quá mức không chỉ tân nhiễm tử trong mắt phần lớn người tu tiên quan sát thứ mà mình chưa biết mới là chính đạo phương thức suy nghĩ khác biệt khiến cho ninh giả dạ không thể giải thích được giành phái hứa hẹn sau này không dùng côn lôn kính đi nhìn trộm nữa cũng may tân nhiễm tử cũng biết tính y lúc này ông vẫy tay một cái côn lôn kính đã bay tới đỉnh đầu ông ngón tay ông đảo qua vài lần tấm gương cổ treo trên đỉnh đầu không ngừng chuyển động mặt gương xuất hiện từng luồng khói mờ có chữ viết như ẩn như hiện nhưng không thể thấy rõ lại có ánh sao lúc sáng lúc tối khó lòng phát hiện quả nhiên vẫn hệt như vậy à tân nhiễm tử không lấy làm lạ thở dài nói thiên cơ không lộ sinh cơ khó lường chẳng trách con lại mở lối đi riêng, theo con đường Bàng Môn Tà Đạo. Nhưng dù sao đây cũng không phải kế sách giải quyết căn nguyên, thật sự không được thì con cứ tăng lên Hoa Luân rồi tính. Có lẽ đến lúc đó sẽ biết được mọi chuyện. Nghe nói vậy, rốt cuộc Ninh Giả cũng lộ vẻ nghiêm túc. Y nào còn dám vẻ nghịch ngợm lúc trước mà cúi đầu nói, đệ tử hiểu tâm ý của sư phụ, nhưng tới nay đệ tử vẫn không dám quên cảnh tượng mình thấy ngày hôm đó. Trước khi tìm được cách giải quyết, đệ tử không dám. Tân nhiếm tử lắc đầu, con nghĩ con không thăng cấp, chuyện đó sẽ không diễn ra ư. Chuyện mà trời đã định sẵn, bất luận con cố gắng ra sao, nó cũng sẽ xảy ra. Ninh dạ bèn trả lời, để tử hiểu, chẳng qua đệ tử tin tưởng chuyện là do người làm, không do trời định. Tân nhiễm tử vung tay, đã lấy chiếc kính cổ treo cao như vầng trăng sáng kia xuống, đưa vào cơ thể ninh dạ, vậy con cũng phải có đủ thực lực mới có thể đi ngược mệnh trời được. Tham sống sợ chết, dẫu sao cũng chẳng phải đạo của chúng ta. Ninh dạ đáp lời, nếu không còn đường lui lại, đương nhiên phải vung gậy vùng lên. chương 13, Diệt Môn 1, tiếng chuông du dương vang vọng tận tầng mây, làn sương với hương thơm thoang thoảng lượn lờ xung quanh, mây cuộn mình trên bầu trời thiên cơ đại điện. Hôm nay là đại điển tế tổ của thiên cơ môn, tất cả môn hạ của thiên cơ môn đều tập trung lại, được tân nhiễm tử dẫn đầu, bước vào lễ bái tổ sư thiên cơ môn. Từ thời thượng cổ tới giờ, thiên cơ môn từng có vô số vị đại năng. Nhưng giờ bọn họ đều đã rời khỏi cõi trần, cuối cùng chỉ trở thành từng ngôi sao được thờ phụng trong thiên cơ đại điện. Hàng loạt ngôi sao bay lượn trên không trung của đại địa, hình thành một biển sao. Mỗi ngôi sao sáng đều đại diện cho một vị đại năng, hội tụ thành một bầu trời sao rực rỡ. Nhiều vị sư tổ đại năng như vậy khiến cho ngay việc gọi tên cũng là một loại xa xỉ. Tân nhiễm tử giữ thái độ cung kính, lại ba cái với không trung, trưởng giáo đời thứ 71 của thiên cơ môn, tân nhiễm tử, dẫn các đệ tử tới tham kiến chư vị tổ sư xin các vị tổ sư linh thiêng trên trời tiếp tục che chở cho thiên cơ môn sau khi đọc bài tế là tới phiên các sư thúc và các đệ tử bên dưới lần lượt tế lễ đối với thiên cơ môn chuyện này phải tiến hành hàng năm đã là một nghi thức vì vậy không có gì lạ lẫm thậm chí phong bất đình còn dùng cùi trỏ chọc triệu long quang sư huynh buổi học chiều hôm qua đã rất vất vả rồi hôm nay lại là ngày lễ hiếm khi mọi người gặp nhau hay là miễn buổi học chiều đi Triệu Long Quang lại chừng mắt nhìn hắn như đang nói đừng có mơ, lúc nào cũng lười biếng, không được. Phong bất đình ấm ức ngậm miệng lại, tân tiểu diệp bên cạnh thấy vật bật cười thành tiếng nhưng lại bị tân nhiễm tử nghe thấy, tân nhiễm tử chừng mắt nhìn con gái một cái, tân tiểu diệp ngoan ngoãn cúi đầu. Lén nhìn sang ninh dạ, lại phát hiện y đang cau mày suy nghĩ gì đó. Tân tiểu diệp lấy làm lạ, lén lút hỏi ninh dạ, này, đệ đang làm gì đấy? Ninh dạ bấm ngón tay tính toán, hạ giọng trả lời không biết vì sao cứ có cảm giác xấu khóe miệng tân tiểu diệp cong lên đừng giả vờ giả vịt trình độ vấn thiên thuật của đệ còn kém lắm cảnh cáo đệ nhé ngày quan trọng như vậy không được nói linh tinh không thì coi chừng sư tỷ đánh đệ đấy nhắc tới vấn thiên thuật thì đương nhiên tân nhiễm tử là người mạnh nhất cha cô còn không cảm thấy có vấn đề gì tân tiểu diệp không tin ninh giả dạ phát hiện ra cái gì thế nhưng tuy trình độ vấn thiên thuật của ninh giả dạ chưa đủ nhưng còn có côn lôn kính dùng nó suy tính có thể phát huy tác dụng thực tế còn lớn hơn tân nhiễm tử, chuyện này thì tân tiểu diệp lại không biết. Thời khắc này, ninh giả dạ không ngừng tính toán, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này các đệ tử đều đã cúi lại, tiếp đó là xem bói. Lễ tế tổ hàng năm của thiên cơ môn đều có một bói toán, vừa là tuân theo mệnh trời, cũng vừa là cầu xin liệt tổ liệt tông phù hộ. Dưới tác dụng của vấn thiên thuật, tuy bói toán không rõ nhưng có thể vạch ra phương hướng đại khái. Nhờ chỉ dẫn của vấn thiên thuật, mỗi khi thiên cơ môn tới thời khắc nguy nan đều có thể lựa chọn chính xác, chính là đạo tính toán hung cát, đề phòng hoạn nạn chưa xảy tới. Thời khắc này ống quẻ của tân nhiễm tử dơ cao, bên trong là 18 tấm thẻ thiên trù không có chữ không ngừng lay động, có từng ký hiệu kỳ diệu lấp lóe trên đó. Khác với đạo xem bói của các thuật sĩ quê mùa, phép bói toán của thiên cơ môn huyền diệu hơn hẳn, thời khắc này thẻ bói chuyển động, một chữ cái trong đó bay lên trên không trung, chữ viết càng ngày càng rõ, không ngờ lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ cảm giác nguy hiểm trong lòng ninh dạ bùng lên, đột nhiên y cảm nhận được, bật thốt lên, không thể hạ quẻ này. Cái gì, tất cả mọi người cùng quay đầu lại nhìn hắn, ninh dạ tiếp tục gào lên, sư phụ, không thể hạ quẻ này. Tân nhiễm tử lại như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chăm vào ánh sáng của quẻ bói, lắc đầu nói, ý trời đã định, hạ hay không hạ đã chẳng ảnh hưởng được. Mở, sau tiếng hô của ông, chỉ thấy quẻ bói kia đột nhiên bay lên, quay cuồng giữa không trùng rồi hạ xuống nhưng không rơi xuống đất mà lơ lửng trên không trung một chữ lớn lơ lửng giữa trời chết đỏ sẫm như máu không tốt tất cả mọi người trong thiên cơ môn cùng kêu lên sắc mặt tân nhiễm tử đầy thê lương đại kiếp sắp tới không không phải sắp tới mà là đã tới sau tiếng nói của ông chỉ nghe một tiếng cười lớn phóng đãng vang vọng khắp bầu trời như sấm rền tân nhiễm tử âm mưu của ngươi đã bại lộ còn không mau nhận lấy cái chết theo tiếng gầm này thế lửa vô biên vô tận lập tức lan khắp cả thiên cơ sơn. chương 14, Diệt Môn 2, mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy đột nhiên có một gương mặt khổng lồ do ngọn lửa hội tụ giữa bầu trời, cười gần với bên dưới, bàn tay tạo từ ánh lửa dáng từ trên trời xuống, đánh về phía thiên cơ đại điện. Viêm dung lão tổ, tân nhiễm tử kinh hãi hét lên thành tiếng, giờ ti si lên, hai pho tượng đá như hai con thú lớn trước cửa thiên cơ đại điện đột nhiên cử động, cùng phun ra ánh sáng sặc sỡ về phía bầu trời thần quang chiếu dọi không trung bảo vệ toàn bộ ngọn núi đây là cơ quan thú bảo vệ của thiên cơ môn tương đương với cường giả cảnh giới vô cấu nhưng ngay lúc này làn xương đen bao phủ bầu trời không ngờ từ trong lớp khí đen đó xuất hiện hàng ngàn con mắt chiếu kín người con cơ quan thú kia ngăn chặn chúng lại khiến chúng không thể động đậy không ngừng đập vào cột sáng tạo ra từng luồng thần quang vô mục thiên yêu tân nhiễm tử thầm kinh hãi không chỉ vì đối thủ quá mạnh đáng sợ hơn nữa là viêm dung lão tổ và vô mục thiên yêu thuộc về hai đại tiên môn là hạo thiên môn và thái âm môn là hai tiên môn đỉnh cấp tại trường thanh giới nghĩ đến đây tân nhiễm tử đã thấy biết không ổn rồi lúc này trên bầu trời lại có vô số tu sĩ bay tới ai nấy đều đeo mặt nạ ác quỷ không ngờ trên áo choàng đen lại theo hình vẽ ngọn lửa và đầu lâu đây là trang phục tiêu biểu cho ma môn đương nhiên hạo thiên môn và thái âm môn không phải ma môn họ làm vậy chỉ là để mượn danh nghĩa ma môn làm việc mà thôi thấy cảnh tượng này, Ninh giả đã hiểu, bọn chúng định diệt môn. Không cần hỏi vì sao lại như vậy, Ninh giả biết, chắc chắn là chuyện Thiên Cơ Điện đã bại lộ. Tiên môn ở Tân Tiểu Diệp sẽ tuyệt đối không cho Thiên Cơ môn có cơ hội vùng dậy lần nữa. Tân Nhiễm Tử cũng đã hiểu chuyện này, ông quát lớn một tiếng, đã ném một cái mõ ra. Cái mõ kia hiện lên, phát ra một tiếng vang thanh thúy, một loạt phản âm vang vọng ập về phía người của Tiên môn đang lao tới. Phản âm vang lên, thân thể đám người trong tiên môn kia lay động như ngọn nến trước gió. Đúng lúc này một giọng nói nho nhã lại vang lên, sao phải khổ thế. Nương theo âm thanh này, đất trời đột nhiên biến thành hai màu đen trắng, ngay cả ngọn lửa cũng hóa thành màu đen, sấm sét lại hóa thành màu trắng. Trời đất trắng đen, một quân cờ màu đen xoay tròn bay tới, khiến cho toàn bộ không gian thời gian như đông cứng lại. Vạn vật tĩnh lặng, quân cờ đen hạ xuống cái mõ, tạo thành một âm thanh lanh lành, sau đó từ từ dạn nứt. Sau đó cái mõ nứt nẻ, toàn bộ trời đất đen trắng cũng nứt vỡ, nhưng lại hóa thành hình dạng bàn cờ, tiếp theo vô số quân cờ trắng đen bay tới. Hắc Bạch Thần Cung, Tân Nhiễm Tử kinh hãi, quả nhiên Hắc Bạch Thần Cung cũng tới ư? Cửu đại tiên môn tại Trường Thanh giới đã có ba thế lực tới đây, mà Hắc Bạch Thần Cung là tiên môn có thực lực mạnh nhất trong cửu đại tiên môn. Tân Nhiễm Tử biết trận chiến này đã định trước, không thể trốn thoát. Nhưng chó cùng dứt dậu, Tân Nhiễm Tử đã khởi động tất cả cơ quan trận pháp của Thiên Cơ môn. Chỉ trong nháy mắt, Thiên cơ đại điện đã bắn ra vô số cơ quan, cấm chế khởi động, pháp lực xoay chuyển, trên không trung xuất hiện hàng ngàn hàng vạn cảnh tượng, đủ loại kỳ thú như tiên hạc, tê giác khổng lồ, phượng hoàng sặc sỡ, hổ lửa, báo tuyết, long mã. Vạn thú ngâm vang, uy thế vô biên, còn có đủ loại bảo khí như lọng tre, ô lớn, khánh ngọc. Hiện lên trên không trung, ánh sắc rực rỡ, nhưng đều bị trời đất hai màu đen trắng nhuộm thành một khoảng đen thui, khiến cho ánh sáng ảm đạm, chăng sao cũng thất sắc tân nhiễm tử lại càng kinh hãi sao lại như vậy hắn kinh ngạc là vì đại sơn hộ sơn quan trọng nhất của thiên cơ môn lại không hề khởi động tân nhiễm tử đã biết không ổn hét lớn tất cả mọi người mau rời khỏi đây chạy đi còn định chạy ư giọng nói nho nhã trên bầu trời hừ một tiếng nơi này đã bị chúng ta phong tỏa ta không cho phép ai trốn được đây tân nhiễm tử giao thiên cơ điện ra thiên cơ môn còn có thể lưu lại thiên cơ điện thế này là sao mọi người đều khó hiểu Tân nhiễm tử hét lớn, nhạc tâm thiện, người tưởng ta sẽ tin mấy lời sằng bậy của ngươi chắc. Các ngươi giả mạo ma môn đến đây rõ ràng đã mang tâm tư nhỏ có tận gốc, diệt sạch môn phái chúng ta. Không ngờ lại là chấp tử chi thủ nhạc tâm thiện, mọi người kinh hãi, đây là người đứng đầu thập nhị thiên cương của Hắc Bạch Thần Cung, chấp tử thành chủ, đại năng vô cấu đỉnh phong đứng hàng thứ năm của Hắc Bạch Thần Cung, chỉ một mình hắn là đủ diệt sạch toàn bộ thiên cơ môn, huống hồ còn có viêm dung lão tổ và vô mục thiên yêu giúp đỡ diệt môn ba ngọn lửa lại bùng lên một cái đầu khổng lồ ngưng tụ từ ngọn lửa xuất hiện há to miệng nói ta nói mà làm thế này rõ là dư thừa chính là viêm dung lão tổ nhạc tâm thiện vẫn không xuất hiện giọng nói lại vang lên vốn dĩ chúng ta cũng đâu muốn lừa hắn chúng ta là chính đạo của thiên hạ dù sao làm việc cũng phải để ý tới thể diện có lừa được hay không cũng chẳng quan trọng có cái cớ là được nếu tân nhiễm tử nhà ngươi đã không muốn giao ra vậy thì sau khi giết ngươi xong chúng ta tự tìm là được. Liều mạng với bọn chúng, một ông lão trong thiên cơ môn lao ra, ông ta là sư đệ của tân nhiễm tử, một trong các trưởng lão thiên cơ môn, lúc này ông lao ra thi triển thần thông mạnh nhất trong đời lên bầu trời, vòng ánh sáng ngũ sắc bay lên như muốn xuyên thủng nhật nguyệt. Nhưng quầng sáng vừa xoay chuyển, ngọn lửa đã bốc lên, một luồng lửa lao vụt tới. Khoảnh khắc sau trưởng lão thiên cơ môn đã chìm trong ngọn lửa, kêu rên đầy đau đớn. Tân nhiễm tử đau thương phẫn nộ tới khó tả, thế bại của thiên cơ môn đã định, ông lớn tiếng kêu gào, liều mạng với bọn chúng. Liều mạng, tất cả mọi người đồng thanh hô lớn, liều mình lao ra ngoài đại điện tấn công lên không chung, cho dù là châu chấu đá xe cũng phải tử chiến. Ninh dạ lại không hành động, còn có hai người không nhúc nhích như hắn là Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp bọn họ đã bị Tân Nhiễm Tử nắm lấy. Tân Nhiễm Tử nói, các con đi theo ta, Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp đều ngơ ngác, còn định nói gì đó, Tân Nhiễm Tử đã nhanh chóng ra tay, trực tiếp khóa họ lại, dẫn bọn họ ra sau điện ngược lại ninh dạ như đã chuẩn bị từ trước đi theo phía sau bốn người nhanh chóng đi tới trước một căn điện ở bên mé nhạc tâm thiện đưa thiên cơ côn và một túi chứa đổ vào tay ninh dạ từ giờ trở đi con là trưởng giáo thiên cơ môn cái gì tân tiểu diệp không hiểu nổi nhìn ninh dạ lại nhìn tân nhiễm tử cha người im miệng tân nhiễm tử chỉ vào căn điện nơi này có đường bỏ trốn giữ mạng bạch vũ biết nên làm thế nào bây giờ ba người các con lập tức rời khỏi đây theo đường này nói xong đã đẩy ba người vào trong điện cha tân nhiễm tử hét lớn nhưng ninh giả dạ ôm chặt lấy cô không cho cô hành động y nhìn tân nhiễm tử không chớp mắt khoảnh khắc đó tân nhiễm tử và ninh dạ đều nhìn nhau hai thầy trò cùng hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương sau đó tân nhiễm tử mỉm cười bi thảm cuối cùng ta cũng hiểu không phá đi thì không xây lại được phá đi rồi xây lại tương lai của thiên cơ môn phải dựa vào con rồi nhìn gương mặt đã mang ý quyết tử kia ninh giả dạ không nhịn được đổ lệ Y ngã quỵ xuống, sư phụ, đừng để ta thất vọng, tân nhiễm tử nói, đã đóng sập cửa lớn lại, ông quay đầu lao thẳng về, trở lại thiên cơ đại điện, đập vào mắt ông là cảnh tượng môn hạ đệ tử đang bị tàn sát. Tân nhiễm tử khóc lớn hết dài, liệt tổ liệt tông trên trời, tân nhiễm tử vô dụng, hổ thẹn là trưởng giáo nhưng lại không có năng lực dẫn dắt thiên cơ môn gây dựng lại huy hoàng, ngược lại khiến cho thiên cơ môn chịu cảnh hủy diệt. Nhưng, đệ tử chưa bao giờ dám quên ý chí của tổ tông, cuối cùng sẽ có ngày thiên cơ môn quật khởi hôm nay ta dùng máu mình gây dựng sinh cơ ngày sau thiên cơ môn chắc chắn sẽ quay đầu trở lại nói xong đã nghĩa chẳng từ nan lao thẳng ra ngoài cha thấy cửa lớn đóng lại tân tiểu diệp gào thét đau xót cô muốn nhào ra nhưng bị ninh giả kéo chặt lại thả ta ra tân tiểu diệp tát thẳng vào mặt ninh giả ninh giả không phản kháng lại y vung tay lên rất nhiều dây leo nhô khỏi mặt đất tầng tầng lớp lớp chi chít khắp nơi cuốn thẳng tới trói cả cô và thanh lâm lại mộc luân giáp phẫu thuật Thanh Lâm nổi giận, Bạch Vũ, không ngờ đệ lại dùng pháp thuật đối phó chúng ta. Ninh giả vung tay, những cành lá kia kéo hai người vào trong điện, trầm giọng nói, Tam đại tiên môn liên hợp tấn công, chúng ta có ra ngoài cũng vô dụng, nhất định phải tuân theo di mệnh của sư phụ, lập tức rời khỏi nơi này. Tân Tiểu Diệp cả giận, người có còn lương tâm không vậy? Sư môn gặp nạn mà ngươi lại định bỏ chạy. Ninh giả kéo hai người vào, đây là ý của sư phụ, trong căn điện này có một truyền tống trận, có thể xuyên qua vây khốn của Hắc Bạch Thiên Địa, đây là bí mật của Thiên Cơ môn chúng ta, chỉ có Thiên Cơ côn mới có thể mở được. Tân tiểu Diệp và Thanh Lâm ngạc nhiên, sao y lại biết? Chẳng lẽ Ninh Giả đã biết từ trước? Đúng, Đệ đã biết trước Thiên Cơ môn sẽ có họa diệt môn, không chỉ đệ biết từ trước mà sư phụ cũng biết trước rồi. Ninh Giả nói thẳng, vì vậy chúng ta đã thu xếp từ sớm, bí mật này chỉ có đệ và sư phụ biết. Chương 16, Diệt môn 4. Sao lại như vậy? Tân tiểu Diệp đổ lệ, hoàn toàn không thể hiểu nổi, nếu cha đã biết sao người còn ở lại? Vì chỉ biết có nguy cơ nhưng không biết là nguy cơ gì. Ninh dạ trả lời, thanh lâm lại hiểu, côn lôn kính. Tân tiểu diệp không hiểu, côn lôn kính. Thiên cơ điện, rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc này thanh lâm mới nói bí mật thiên cơ điện có liên quan tới ninh dạ cho tân tiểu diệp. Chuyện đã đến nước này, không cần phải giấu nữa. Ninh dạ bèn nói, một năm trước, cuối cùng thì vấn thiên thuật của đệ cũng tiểu thành. Khi đó đệ dùng vấn thiên thuật kết hợp với côn lôn kính tiến hành xem bói một lần, Thanh Lâm thầm dùng mình, để thấy gì? Thấy gì? Nghe câu hỏi này, trong lòng Ninh Dạ trầm xuống, y hít một hơi thật sâu, giọng nói lạnh lùng như vực sâu, để thấy ngày mà mình thăng cấp lên Hoa Luân cũng là ngày thiên cơ môn gặp tai họa. Cái gì? Đến lúc này hai người mới đột nhiên hiểu ra, chẳng trách Ninh Dạ chẳng muốn thăng cấp lên Hoa Luân, hóa ra trong thiên cơ trong quẻ bói là khi Ninh Dạ thăng cấp chính là ngày thiên cơ môn gặp đại họa. Sau đó Ninh Dạ lại xem bói rất nhiều lần nhưng rất tiếc không thể thấy được nhiều hơn, Thiên cơ khó dò, thuật vấn thiên, Vĩnh Viễn chỉ có một cơ hội, ngươi thấy thì là thấy, không thấy thì là không thấy. Mà cho dù có thấy cũng không mang ý nghĩa sẽ hiểu được. Ninh Giả dạ không thấy thiên cơ môn bị ai tấn công, thậm chí không thấy tai họa cụ thể ra sao. Y chỉ biết ngày mà bản thân thăng cấp, thiên địa biến sắc, nguy cơ hàng lâm, sau đó tất cả biến mất. Nhưng từ ngày đó trở đi, y không dám thử nghiệm thăng cấp lần nữa. Sao đệ không nói sớm? Thanh Lâm tức giận nói. Vì quẻ bói của côn cô lôn kính khó mà dò được, không chỉ đưa ra tai họa mà còn đem theo sinh cơ, là cục diện cử tử nhất sinh. Đệ đã nói lại chuyện này cho sư phụ, sư phụ cho rằng chuyện này vẫn còn đường cứu, chỉ cần tìm ra một chút sinh cơ đó. Một năm qua sư phụ và đệ vẫn luôn tìm xem sinh cơ ở đâu. Sư phụ và đệ cho rằng chỉ cần đệ không thăng cấp, tai họa có thể sẽ chậm lại, sẽ có thời gian tìm kiếm sinh cơ. Nhưng bây giờ sư phụ và đệ đều hiểu, có một số việc đúng là không thể tránh khỏi nói đến đây ninh giả cũng thấy thổn thức và bất đắc dĩ tuy y biết được thiên cơ nhưng lại không thể thay đổi cho dù kéo dài thời gian không thăng cấp cũng chỉ khiến ngày đó tới chậm hơn mà thôi đúng như sư phụ đã từng nói ý trời đã định lúc này ninh giả đã đi tới bên trong căn điện y đi thẳng tới một hàng giá sách gỡ một quyển sách ra phía sau quyển sách là một cái lỗ tròn ninh giả cắm thiên cơ côn vào trong lỗ bức tường của căn điện đã tự mở để lộ một đường hầm ninh giả dạ kéo hai người vào trong đường hầm tiếp tục nói mãi đến tận bây giờ đệ và sư phụ mới hiểu hóa ra cái gọi là cửu tử nhất sinh một đường sinh cơ đó không phải cơ hội cứu vãn mà là chúng ta cửu tử nhất sinh ý nghĩa của nó không phải một cơ hội xoay chuyển mà là toàn bộ thiên cơ môn cửu tử nhất sinh thanh lâm và tân tiểu diệp nghe vậy như rơi vào hầm băng không 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 tân tiểu diệp lắc đầu quầy quậy nếu đã như vậy sao không để mọi người cùng đi sao chỉ có ba người chúng ta vì Thiên Cơ môn xuất hiện phản đồ, Ninh Dạ gầm lên, hai mắt rưng rưng, lời nói lại khiến hai người chấn động. Bọn họ không thể tin nổi nhìn Ninh Dạ, Ninh Dạ nghẹn ngào nói, chẳng lẽ hai người không phát hiện ư? Vì sao kẻ địch lại lựa chọn thời cơ chính xác như vậy, ra tay ngay lúc tế tổ, đảm bảo tất cả mọi người trong Thiên Cơ môn tập trung trên núi. Hơn nữa vừa rồi sư phụ đã khởi động tinh diễn thần cơ trận nhưng đại trận hộ sơn của chúng ta lại không khởi động. Thanh Lâm hít một hơi lạnh, đây chính là nguyên nhân vì sao tân nhiễm tử chỉ để ba người bọn họ đi khỏi vì tân nhiễm tử không biết ai là phản đồ ninh giả dạ thì chắc chắn không phải dù sao y là chủ nhân của thiên cơ điện còn thanh lâm cũng không phải dù sao hắn cũng là người đầu tiên biết đến thiên cơ điện nếu muốn bán đứng thì đã bán đứng từ lâu rồi tân tiểu diệp là con gái tân nhiễm tử là một người cha dù thế nào tân nhiễm tử cũng không nghi ngờ cô ngoài ba người bọn họ ra tân nhiễm tử không dám tin bất cứ ai khác vì vậy cho dù biết phần lớn mọi người vô tội nhưng tân nhiễm tử chỉ có thể bỏ qua bọn họ. Khoảnh khắc đó, trong lòng ông đau đớn nhường nào, có lẽ cũng vì nguyên nhân này nên tân nhiễm tử từ bỏ đường sống. Ông kiên quyết lưu lại cùng xuống hoàng tuyền với các đệ tử. Diệt môn năm thanh lâm kích động tới mức run lên lẩy bẩy, là ai? Là ai chứ? Không thể nào, chỉ có ba người chúng ta biết bí mật về thiên cơ điện, không phải huynh, huynh không làm. Để biết không phải huynh, ninh dạ nghiêm túc nhìn thanh lâm nếu sư phụ không tin huynh người đã chẳng cứu huynh thật ra ngoài sư phụ huynh đệ còn một người cũng biết chuyện thiên cơ điện cái gì là ai thanh lâm ngạc nhiên đại sư huynh triệu long quang ninh dạ trả lời đó là một lần vô tình sư phụ tính toán thiên cơ mượn côn lôn kính của đệ để sử dụng nhưng bị đại sư huynh gặp phải thanh lâm hét lớn không thể nào không thể là đại sư huynh đệ không nói đại sư huynh bán đứng chúng ta ninh giả thở dài nhưng đại sư huynh tính cách giản dị không phải người biết giữ bí mật không ai biết liệu có lúc nào huynh ấy nói lộ hay không thậm chí chưa chắc đã là huynh ấy tiết lộ bí mật có thể là đệ có thể là huynh cũng có thể là sư phụ sư phụ không dám đánh cược vì vậy người chỉ có thể chọn cách không cứu một ai đối với tân nhiễm tử phải lựa chọn như vậy cũng là chuyện cực kỳ đau đớn nói đến đâu ninh giả cũng đau xót nhắm hai mắt lại khác với thanh lâm hiển nhiên tân tiểu diệp còn kích động hơn hẳn. Cô ra sức gào thét, ta mặc kệ, thả ta ra, ta phải về, ta muốn đi theo cha. Ninh dạ nhẹ nhàng nói, sư tỷ, để có thể hiểu được tâm trạng của hai người, nhưng tin đệ đi, chuyện đó thật sự không có ý nghĩa gì cả. Không có ý nghĩa, lời nói vô tình của ninh giả dạ đã phá tan phòng ngự trong lòng hiêng người, khiến thân thể họ run lên lẩy bẩy. Toàn thân tân tiểu diệp mềm nhũn. Ninh dạ nói, thật ra chết không phải thứ đáng sợ nhất, thứ đáng sợ là cuộc sống càng gian nan. Còn thứ đáng sợ nhất là cho dù gặp cảnh khốn cùng đáng sợ nhất, thậm chí khiến thế giới đang sống thay đổi, biến thành một thế giới hoàn toàn xa lạ không thể nhận ra nổi, bản thân vẫn phải sống sót kiên cường. Đáng sợ là bản thân không tìm ra mục đích và ý nghĩa của cuộc sống nhưng vẫn phải cố gắng sống sót. Thanh Lâm kinh ngạc nhìn ninh dạ, đệ. Ninh dạ nhún vai, sư huynh, chẳng phải huynh vẫn luôn thắc mắc về lai lịch của đệ ư. Thanh Lâm gật đầu mù mờ. Lai lịch của ninh dạ rất thần bí, cho dù y nói mình bị mất trí nhớ nhưng cả Thanh Lâm và Tân Nhiễm Tử đều biết y đang nói dối. Y chưa từng mất trí nhớ, nhưng Tân Nhiễm Tử và Thanh Lâm đều không làm khó dễ y vì chuyện này mà dốc lòng bối dưỡng y. Mãi tới lúc này, Ninh Dạ nói, nói ra có lẽ hai người không tin, thật ra đệ vốn không phải người trong thế giới này mà là thiên cơ điện dẫn đệ tới đây. Nghe nói vậy, Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp cùng kinh ngạc tới trợn tròn hai mắt. Ninh Dạ nghiêm túc nói, đây là bí mật lớn nhất của đệ, tệ thật của đệ là Ninh Dạ chuyện ninh dạ dùng tên giả là bạch vũ thì thanh lâm không lạ lẫm gì dù sao lúc trước tân nhiễm tử từng vạch trần rồi vậy thì những chuyện mà đệ từng kể cho huynh đều là thật ninh dạ gật đầu để trải qua nhiều chuyện hơn hẳn những gì hai người tưởng tượng đệ từng bị bán đứng từng bị phản bội còn từng chứng kiến kỳ tích khó xuất hiện nhất đệ rất cảm kích sư môn đáng lẽ ra mọi người có thể giết chết đệ cướp lấy thiên cơ điện nhưng mọi người không làm như vậy cả sư phụ lẫn mọi người đều là ân nhân của đệ là những người duy nhất mà đệ tin tưởng và nghĩ đến trong thế giới này. Nếu bây giờ cái chết của đệ có thể cứu được sức mạnh, chắc chắn đệ sẽ không hề do dự. Nhưng hai người cũng biết đó là chuyện không thể, bọn chúng sẽ không để lại mầm mống báo thù. Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp cùng run rẩy, không nói gì. Ninh Dạ tiếp tục nói, cuộc sống như một giấc mộng dài, còn việc chúng ta có thể làm bây giờ là bất luận mình có trong giấc mộng ra sao cũng phải giữ tỉnh táo. Bây giờ thiên cơ môn chỉ có ba người chúng ta, chỉ có sống sót mới có thể báo thù cho sư môn. Trong lúc nói chuyện y đã đi ra khỏi đường hầm, trước mắt là một quần sáng trận pháp trong trẻo. Đây chính là trận pháp truyền tống, Ninh Giả dạ cắm thiên cơ côn vào trong trận, bắt đầu khởi động trận pháp, kéo hai người vào trong trận rồi nói, nơi này có cơ quan, sau khi chúng ta đi khỏi nó sẽ phát nổ. Trong thời gian ngắn hắc bạch thần cung sẽ không tìm ra chúng ta. Vô dụng thôi, Thanh Lâm lắc đầu, Tam đại thiên môn đỉnh cấp có rất nhiều cách truy tìm chúng ta. Nếu có thể hắn càng muốn giết ra bên ngoài, đồng quy vô tận với tam đại tiên môn. Ninh dạ lại nói, sư phụ đã có sắp xếp, nói đoạn, y khởi động trận pháp, tiếp đó một luồng sáng lóe lên, ba người biến mất không còn tung tích. Ngay sau đó toàn bộ cung điện nổ tung, diệt môn 6, trên thiên cơ sơn, tân nhiễm tử quay đầu nhìn nơi đang nổ tung, gương mặt mỉm cười vui mừng, ông lẩm bẩm tương lai phải nhờ con rồi. Nói xong ông hét lớn, thiên địa tạo hóa theo ta sử dụng. Một luồng khí cuồn cuộn tập trung trên bầu trời. Đoạt Thiên thuật, Nhạc Tâm Thiện kinh ngạc, Đoạt Thiên thuật không phải thần thông phá địch nhưng lại có thể che giấu thiên cơ, khiến những tiên môn khác không thể dùng pháp thuật suy tính để tìm kiếm đệ tử thiên cơ môn. Cùng lúc, Ninh Dạ, Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp đã xuất hiện bên ngoài TCS. Côn Lôn kính bay lên, đã phát ra tất cả những chuyện xảy ra trên Thiên Cơ Sơn. Lúc này thấy ánh sáng của Đoạt Thiên thuật bùng lên, Thanh Lâm biết Ninh Dạ nói không sai, Tân Nhiễm Tử đặt tất cả hy vọng lên người bọn họ nếu bây giờ trở về mới thật là phụ lòng sư phụ. Cha, tân tiểu diệp không nhịn nổi, hòa khóc đau đớn. Lúc này, ánh dạng đông đầu tiên xuất hiện ở chân trời, ngọn lửa rốt cuộc cũng cháy hết. Nơi từng là thiên cơ đại điện bây giờ chỉ còn một đống gạch vụn, khắp nơi là vách tường đổ nát, kèm theo đó là xác người chết chất thành đống. Tiếng gió thổi trầm trầm như tiếng khóc than, tạo ra tiếng gào đầy bi thương, tạo thành âm thương vừa thê lương vừa xót xa. Trong khung cảnh hưu quạnh đó có từng người mặt quỷ lạnh lùng đi lại giữa những mái điện những gian nhà, dùng vũ khí hoặc pháp thuật đánh lên từng thi thể, quyết không để lại người sống. Một nho sĩ trung niên mặc trường bào hai màu trắng đen với họa tiết bàn cờ đứng trước phế tích của đại điện. Hai bên của hắn là một lão già mặc áo khoác màu đỏ sậm, gương mặt đầy mụn mủ, dáng vẻ cực kỳ kinh tởm. Một bên khác là một kẻ trên đầu có hai sừng, thân đầy vải giáp, phái sau còn có một cái đuôi dài hình răng cưa, tuy là hình người nhưng rõ ràng không phải nhân loại, chỉ có đôi mắt trống rỗng. Đây là ba kẻ cầm đầu của tam đại tiên môn trong chuyện lần này. Nho sĩ trung niên là nhạc tâm thiện của Hắc Bạch Thần Cung, lão giả áo đỏ là viêm dung lão tổ của Hạo Thiên Môn, kẻ còn lại chính là vô mục thiên yêu của Thái Âm Môn. Một đệ tử vội vàng chạy tới quỳ lại nói, báo cáo. Đã điều tra tất cả mọi nơi, không tìm thấy thiên cơ điện. Một lũ rác rưởi, viêm dung lão tổ tính cách nóng như lửa quát mắng. Vô mục thiên yêu lại cười ầm lên, không tìm được cũng tốt thần vật của Thiên Cơ môn mà rơi vào tay chúng ta, đầu tiên là khó mà chia tách, thứ hai là chúng ta cũng khó mà phát huy được tác dụng." Nhạc Tâm Thiện gật đầu, "Không sai, Thiên Cơ điện đã mất tích vạn năm, cứ để nó mất tích tiếp đi." "Chưa chắc đây không phải chuyện tốt, chỉ sợ." Hắn dừng lại một chút rồi đột nhiên nói, "Đã kiểm tra số lượng đệ tử chưa? Có còn sót ai không?" Sau lưng Nhạc Tâm Thiện có một người đi ra, toàn thân hắn bao phủ trong làn khói đen, không thấy rõ gương mặt. Hắn cung kính nói, "Đã kiểm tra hết." thiếu mất ba người. Ai, tứ đệ tử của tân nhiễm tử, thanh lâm, con gái của lão ta, bát đệ tử tân tiểu diệp cùng với cửu đệ tử nhỏ nhất Bạch Vũ. Bạch Vũ, kẻ nhập môn ba năm trước, vâng, hình như thiên cơ điện cũng tìm tới vào ba năm trước phải không? Đệ tử không rõ lắm, tân nhiễm tử giấu chuyện này cực sâu, ngoại trừ cực ít người, không ai biết chuyện thiên cơ điện. Đệ tử cũng chỉ tình cờ biết được, thanh lâm, tân tiểu diệp và Bạch Vũ có biết chuyện này không? Đệ tử không biết, ai, đúng là phiền phức. Vô mục thiên yêu thở dài, nếu không phải lão già họ tân chó chết kia thi triển đoạt thiên thuật, chỉ cần có đồ vật mà chúng dùng, bấm ngón tay tính toán là biết chúng đang ở đâu. Viêm dung lão tổ không cho là đúng, với đoạt thiên thuật của lão già này cũng chỉ chống được 5 năm mà thôi. 5 năm đó, dư nghiệt của thiên cơ môn làm được gì đây? Nhạc tâm thiện lại hít một hơi dài, không thể lơ là. Cha xét, nhất định phải bắt được ba kẻ này. Vô mục thiên yêu âm trầm nói, nếu thật sự không bắt được cũng không sao, chắc ba tên này còn chưa chạy xa nếu đã thế cứ giết hết tất cả mọi người xung quanh đây là được hả nhạc tâm thiện và viêm dung lão tổ cùng nhìn vô mục thiên yêu nhạc tâm thiện nói vô mục lão đệ chúng ta là danh môn chính phái mà chuyện tàn sát người vô tội này có vẻ không ổn lắm vô mục thiên yêu cười âm hiểm đúng là danh môn chính phái không làm được nhưng ma môn lại làm được nhạc tâm thiện và viêm dung lão tổ cùng gật đầu đúng vậy nhạc tâm thiện bèn nói đã vậy phải làm nhanh một chút không thể bỏ qua bất cứ ai. Bằng không bọn chúng mà chạy mất sẽ lãng phí biết bao tính mạng con người. Viêm dung lão tổ coi thường, chỉ ngươi mới có mấy cái tử bi vô nghĩa như vậy thôi. Gương mặt nhạc tâm thiện vẫn rất bình tĩnh, nói đầy chính khí, cành cây ngọn cỏ đều có linh tính, nói chi tới con người. Ta là người chính đạo, ninh dạ đương nhiên phải yêu quý sinh mệnh, há có thể giết người bừa bãi. Quyết tâm một, chạy, chạy không ngừng nghỉ, chạy hết tốc lực, ba người thanh lâm, tân tiểu diệp, ninh giả dạ chạy thục mạng. Thậm chí bọn họ không dám bay, chỉ có thể chạy như điên trên mặt đất. Mỗi lần Tân Tiểu Diệp muốn quay đầu lại, đều bị ninh giả dạ ngăn cản. Không thể quay đầu, quay đầu lại thì sẽ mềm lòng, sẽ không khống chế được bản thân, muốn giết trở về. Tân Tiểu Diệp khóc sống lên, ninh giả dạ bèn cõng cô trên lưng, lại kéo Thanh Lâm bỏ chạy. Nhưng cho dù thế Thanh Lâm vẫn không chạy nổi. Của ứ như có thứ gì đó đang kéo chân hắn, hai chân hắn nặng như đeo chì. Rõ ràng hắn đã thoát khốn, thực lực lại mạnh hơn ninh giả, tốc độ nhanh hơn ninh giả, nhưng cho dù thế hắn lại bị ninh giả kéo đi. Một đêm chạy liền 800 dặm, mãi tới khi thân thể tu sĩ cũng không thể chạy nổi, ba người mới kiệt sức ngã gục trong rừng hạnh. Sư phụ, thanh lâm đau đớn nhắm hai mắt lại, còn tân tiểu diệp, cô đã khóc tới gần tắt thở, mặt mày ảm đạm, đôi mắt to xinh đẹp đã khóc tới mức sưng bằng quả đào. Ninh giả nhìn bọn họ, khẽ thở dài, kéo lê thân thể mệt mỏi tới dòng suối bên núi lấy chút nước sư huynh sư tỷ uống đi thanh lâm nhìn vốc nước kia đột nhiên gạt tay ninh dạ đi đấm thẳng vào mặt y ninh dạ bị hắn đánh như vậy ngây ngốc thanh lâm đã lao tới tay đấm chân đá lên người y đều tại ngươi đều tại ngươi nếu không tại ngươi thiên cơ môn ta đã chẳng bị diệt môn ngược lại tân tiểu diệp đã đau thương tới cực điểm lại chẳng làm gì chỉ nhìn ninh dạ bị đánh không phải vì cô yêu quý Ninh Giả mà vì lòng người đã chết, coi vạn vật như cho bụi. Cũng là đau thương, Thanh Lâm là tức giận, Tân Tiểu Diệp lại là cõi lòng đã chết, chỉ có Ninh Giả vẫn bình tĩnh. Bị đánh như vậy nhưng Ninh Giả không hề phản kháng, chỉ để mặc Thanh Lâm. Y nói, nếu làm vậy có thể giúp huynh dễ chịu hơn, vậy huynh cứ làm đi. Thế nhưng huynh phải nhớ kỹ, huynh chỉ có một cơ hội phát tiết này thôi. Cái gì? Thanh Lâm ngơ ngác, tay chân bất giác ngừng lại ninh dạ nói chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm để đạt được mục tiêu từ nay trở đi hai người nhất định phải học cách vứt bỏ mọi tình cảm cá nhân để suy nghĩ vấn đề vứt bỏ mọi tình cảm cá nhân thanh lâm lắc đầu một cái hắn tóm lấy cổ áo ninh dạ đẩy hắn lên cây người có còn là người nữa không người có còn tình cảm hay không người nói vứt bỏ mọi tình cảm là sao người định không báo thù cho sư phụ à hoàn toàn ngược lại là vì không như vậy thì không báo thù được ninh dạ nhìn hắn nói ánh mắt y hết sức bình tĩnh, khiến Thanh Lâm cảm nhận được một quyết tâm cực kỳ đáng sợ. Hắn buông tay, lùi lại vài bước, người định làm gì? Ninh Dạ sửa lại cổ áo, "Hạo Thiên môn, Thái Âm môn, Hắc Bạch thần cung, đây là ba trong cửu đại tiên môn. Trong ba môn phái này, chỉ riêng cấp bậc của sư phụ đã có thể tìm được vài chục vài trăm người, chưa nói tới những kẻ như Nhạc Tâm Thiện, Viêm Dung lão tổ, cao tới tận bầu trời, như mặt trời mặt trăng, xa tới mức không thể với tới." muốn tiêu diệt đại môn phái như vậy không thể chỉ dùng nghĩa khí hay nắm tay là làm được thanh lâm nhìn y không nói một lời ánh mắt tân tiểu diệp lại dần dần cháy lên một tia sáng cõi lòng đã ố tàn bị ninh dạ châm một mồi lửa ninh dạ tiếp tục nói muốn giải quyết đại môn phái như vậy chỉ có một cách chính là xâm nhập vào nội bộ bọn chúng làm chúng tan giã từ bên trong cái gì thanh lâm không thể tin nổi nhìn ninh dạ người định nương nhờ vào môn phái kẻ địch đệ nói rồi đây là báo thù ninh dạ nói trên đường tới đây đệ đã suy nghĩ rất kỹ đây là cách duy nhất thanh lâm cũng dần dần tỉnh táo lại làm sao ta biết có phải ngươi cố ý gia nhập vào kẻ địch không ninh dạ đột nhiên tát thẳng vào mặt tân tiểu diệp cái tát này rất nhanh nhanh tới mức không kịp che tay khiến thanh lâm choáng váng ninh dạ đã trầm giọng sư huynh để kính huynh là sư huynh của đệ đối xử với đệ rất tốt vì vậy đệ luôn tôn trọng huynh để có thể hiểu được tâm trạng của huynh thế nhưng từ nay trở đi tốt nhất huynh nên học cách động não Tình cảm đối với sư môn thân thiết không thể hiện qua việc kêu gào hay chịu chết, mà là ở hành động. Nhìn sắc mặt tức giận của Ninh Dạ, Thanh Lâm đã dần hiểu được. Tuy thực lực của Ninh Dạ thấp hơn hắn, thế nhưng thời khắc này y mới giống sư huynh của mình. Nhẹ nhàng lau nước mắt, Thanh Lâm gật đầu, là huynh tức giận quá mức, nói không lựa lời, sư đệ giáo huấn đúng lắm. Vậy đệ nói đi, rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào? Ninh Dạ lật tay một cái, một vật đã xuất hiện trong tay hắn. Đó là một tòa đại điện phong cách cổ xưa, hết sức cổ kính, chỉ có điều đã rất rách nát. chương 20, quyết tâm 2, thanh lâm ngạc nhiên, thiên cơ điện, đây chính là thiên cơ điện, cũng chính nó đã mang ninh giả tới thế giới này, còn dẫn y vào thiên cơ môn. Ninh giả nói, chủ thể của thiên cơ điện nằm trong tay đệ, để có thể cảm ứng những mảnh vỡ của thiên cơ điện. Thế nhưng đại đa số mảnh vỡ của thiên cơ điện nằm trong tay các đại tiên môn. Thanh lâm đã hiểu ý của y, vì vậy đệ định lẻn vào tiên môn, lấy lại mảnh vỡ ninh dạ lắc đầu tuy thiên cơ điện là thần vật nhưng năm xưa thiên cơ môn chưa thật sự hoàn thiện nó vì vậy nó không phải vô địch năm xưa nó bị đánh nát chính là bằng chứng dựa vào nó không thể báo thù thế nhưng có nó chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn thu được địa vị cao hơn trong tam đại thiên môn cuối cùng khôi phục lại thiên cơ môn thanh lâm lắc đầu chuyện này rất khó đệ đã nói rồi sống sót nhất là sống sót khi gánh vác thù hận còn khó khăn hơn cả chết sư huynh sư tỷ có thể không sợ chết vì sư môn nhưng lại sợ khó. Nghe nói vậy, cảm giác đau thương trong lòng thanh lâm lại dâng lên, ta sợ gì chứ? Cho dù vạn đau năm nát thân này, ta cũng phải chém mấy tên khốn kiếp đó. Ngay cả tân tiểu diệp cũng đứng phát dậy, chỉ cần báo được thù, thế nào cũng được. Người thân đã qua đời, bây giờ lòng tin giúp cô sống sót chính là báo thù. Vậy thì tốt, ninh giả thu hồi thiên cơ điện, chắc người của tam đại tiên môn đã biết chuyện chúng ta trốn thoát bây giờ chúng đang dùng trăm phương ngàn kế tìm kiếm chúng ta lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta chính là khiến cho ba người bạch vũ thanh lâm và tân tiểu diệp hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian thanh lâm nói huynh có thể biến hóa ninh dạ giơ tay ngăn cản thuật biến hóa của hai người có lừa được cảnh giới vạn pháp không có lừa được cảnh giới vô cấu không có lừa được cảnh giới niết bàn không thanh lâm không nói gì đương nhiên là không thể thanh lâm bất đắc dĩ chỉ cảm thấy mình đang bị sư đệ nắm mũi dẫn đi bèn nói vậy đệ có cách gì đơn giản ninh dạ chỉ tay một cái một ngọn lửa cháy lên ống tay áo lại cuốn một cái vô số cành cây lao vào ngọn lửa khiến nó cháy rực lên dần dần hóa thành một đống lửa lớn thấy đống lửa đó thanh lâm và tân tiểu diệp đều kinh hãi bọn họ đột nhiên hiểu ra cách của ninh dạ là gì cả hai khiếp sợ nhìn ninh dạ đệ ninh dạ lạnh nhạt sao nào vì sư môn không tiếc mạng sống nhưng lại sợ hủy dung Thanh Lâm có vẻ ngoài rất đẹp, xưa nay luôn tự cho mình là hào hoa. Tuy Tân Tiểu Diệp không phải tuyệt mỹ nhưng cũng là cô gái khá dễ nhìn, thân là con gái đương nhiên yêu quý dung nhân của bản thân. Bọn họ có thể tiếc mình tử chiến vì sư môn, thế nhưng lúc này nhìn ngọn lửa kia, họ lại sợ. Thanh Lâm run rẩy nhìn Ninh Dạ, không còn cách nào khác à. Ninh Dạ trả lời, chắc chắn thiên cơ môn có phản đồ, hơn nữa không biết là ai, cũng không biết hắn nương nhờ phe nào. Một khi chúng ta lẻn vào môn phái của kẻ địch, bị đối phương phát hiện, hai người biết hậu quả rồi đấy. Tân Tiểu Diệp không kiềm chế được run rẩy nói, chúng ta là người trong giới tu hành, cho dù có hủy dung cũng sẽ khôi phục. Ninh dạ gật đầu, để biết, hơn nữa để còn biết chúng ta tu luyện tâm pháp của thiên cơ môn, cho dù giấu được dung mạo cũng không lừa được tâm pháp. Khi nhập môn sẽ có kiểm tra, nếu ba người chúng ta mang công lực nhập môn, một khi kiểm tra chắc chắn sẽ lộ. Thanh Lâm kinh hãi nhìn Ninh Dạ, chẳng lẽ để còn định. Ninh Dạ ừ khẽ một tiếng, tán công, của hỷ có tán hết tu vi, khiến tất cả mọi thứ của thiên cơ môn không còn tồn tại trên người chúng ta mới có thể lừa được bọn chúng. Nếu có thể thậm chí phải thay đổi cả xương cốt lẫn hình thể. Tân Tiểu Diệp hét lớn, không thể nào. Ngươi làm vậy là khiến tu vi bao năm của chúng ta bị hủy chỉ trong một ngày, ngươi có biết cảm giác rơi xuống phàm trần ra sao không? Ninh dạ thở dài, đệ nói rồi, sống sót, vốn dĩ khó hơn chịu chết. Thanh lâm, tân tiểu diệp nhìn đống lửa, trong lòng mờ mịt. Thời khắc này, cuối cùng bọn họ đã hiểu thù hận trong lòng vị sư đệ của mình sâu tới mức nào, còn hiểu quyết tâm của sư đệ mạnh đến đâu, hiểu được so với y, mình yếu đuối thế nào. Tán công, hủy dung, vì báo thù, nhất định phải không tiếc mọi giá. Nhìn đống lửa, tân tiểu diệp run rẩy nói, vậy tương lai. Chúng ta còn cơ hội khôi phục dung mạo không? Có chứ, ninh dạ trả lời, câu trả lời này khiến ninh dạ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó, lời nói tiếp theo của ninh dạ lại đánh cô xuống địa ngục, vì vậy bất luận ra sao, chúng ta cũng phải tránh không chuyện đó xảy ra. Tuyển chọn một, Mạc Châu, chấp Tử Thành, chấp Tử Thành là thủ đô của Mạc quốc, vị trí hoang vu, đáng lý không thích hợp làm thủ đô, nhưng ai bảo tổng bộ của Hắc Bạch Thần cung nằm ở đây. Thiên hạ ngày nay, tiên nhân sai khiến phàm nhân, quốc gia chẳng qua chỉ là công cụ mà tiên nhân cai trị phàm nhân, chính vì vậy các quốc gia trong cửu châu không có quân đội, chỉ có nha sai, nếu thật sự xảy ra chiến sự cũng sẽ do tiên nhân đứng ra giải quyết đối với phàm nhân thì nhận được tư cách tu tiên chính là kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời. Mỗi năm xuân đến, Hắc Bạch Thần Cung lại tiến hành chọn đệ tử ở chấp tử thành, mỗi năm chỉ lấy từ 100 đến 500 người, nhưng người tham dự lại lên tới đơn vị trăm ngàn. Thời điểm nhận đệ tử là năm mới, khi ninh giả tới đây đã thấy chấp tử thành đầy người với người, trên vai thích cánh, đâu đâu cũng có người trẻ tuổi đến tham gia tuyển chọn, ánh mắt họ đầy ao ước. Dù sao chỉ cần được nhận vào Hắc Bạch Thần Cung, từ nay sẽ một bước lên trời. Do có quá nhiều người đến, những quán trọ trong chấp tử thành đều đã hết chỗ, cũng may trong trong dân gian có không ít nơi mở cửa, mỗi năm phàm nhân trong chấp tử thành lại nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền nho nhỏ. Do từng là tu sĩ, ninh giả không tới mức hiếu tiền, chỉ có điều bộ mặt chỗ lồi chỗ lõm trắng đỏ loang lổ của y thật sự quá kinh khủng, ninh giả phải trả cao hơn 3 phần 10 mới tìm được một nhà dân khá thanh tịnh. Sau khi chia tay Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp ở rừng hạnh, đã 3 tháng trôi qua. Không biết bây giờ sư huynh sư tỷ ra sao rồi đã vào hạo thiên môn thái âm môn chưa lúc này nhìn gương mặt xấu xí của bản thân trong gương ninh giả dạ thở dài một tiếng nằm trên giường tâm thần hơi động người đã trong phòng nhưng tâm thần đã xuất hiện trước một cung điện rộng rãi nơi này chính là thiên cơ điện năm xưa y vô tình nhận được vật này lúc đó y chỉ là một nhân viên phân tích tình báo bình thường một lần ra ngoài du lịch thiên nhiên thấy trên trời có thứ gì rơi xuống vốn tưởng là thiên thạch nên chạy tới không ngờ lại thấy một cung điện rộng lớn từ trên trời giáng xuống tiếp đó y đi tới thế giới này căn điện đó cũng theo y tới đây hay nên nói là đây mới là nơi ở của nó chỉ là vân du qua ngàn vạn thế giới rồi trở về vị trí nguyên bản tiện thể dắt theo một người lúc này tâm thần gửi trong thiên cơ điện ninh giả dạ vung tay lên ánh sáng huyền ảo của côn luân cổ kính lóe lên từ trong điện, vô số ký tự kỳ diệu lấp lánh giữa không trung tạo ra một cảnh tượng kỳ quái lạ lùng tuy đã mất đi tu vi nhưng vấn thiên thuật trọng huyền không trọng pháp chỉ mất đi tu vi chứ không mất đi nhận thức đối với vấn thiên thuật vì vậy ninh giả vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng. Đương nhiên không có tu vi làm căn cơ, không thể suy tính những thứ quan trọng. May mà chỉ tương lai khó dò chứ quá khứ vẫn có thể biết được. Suốt cuộc suy nghĩ trước đây của ninh giả đã có thể thực hiện được. Thời khắc này ninh giả khởi động côn lôn kính, bắt đầu tính quẻ. Trên côn lôn kính nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ, đó là phương pháp kiểm tra thu nhận đệ tử của Hắc Bạch Thần Cung lần này. Đây không phải bí mật nòng cốt, dùng côn lôn kính là dễ dàng biết được. Hóa ra là vậy à, nhìn phương pháp kiểm tra này, Ninh Giả dạ chìm vào trầm tư. Xét theo tổng thể thì phương pháp chọn lựa của Hắc Bạch Thần cung vẫn khá bình thường, ít ra với Ninh Giả dạ thì qua ải không thành vấn đề. Vốn dĩ y đã có đủ tư chất, lại tu luyện 3 năm vì mất hết tu vi nhưng vẫn còn kinh nghiệm, thậm chí thân thể đã quen được linh khí thẩm thấu, việc trùng tu cũng dễ dàng hơn nhiều. Vấn đề là cuối cùng còn có bước lựa chọn của cá nhân. Nói cách khác, cho dù y có qua hết những cửa ải khác Hắc Bạch Thần cung còn phái người đích thân lựa chọn. Người được lựa chọn có thể nhận dược sư thừa, không được lựa chọn thì chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường. Vấn đề này lại nghiêm trọng rồi, Ninh giả dạ biết rõ bây giờ vấn đề lớn nhất của mình là gì. Quá xấu, y tự hủy dung nhan, mặt đầy sẹo bỏng, thậm chí không tha cho cơ thể mình. Tiên nhân cầu thiên đạo, thuận theo nhân ý, luôn theo đuổi những vật tươi đẹp. Cho dù là pháp thuật của họ đa số cũng có ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn vẻ, tiên phong đạo cốt chính là như vậy. Ngươi làm một tên tiên phong đạo cốt mặt số, đúng là mất hết hình tượng. Nếu như tư chất thiên bẩm cao tới mức kinh ngạc thì cũng thôi, vấn đề là tư chất của ninh giả rất bình thường. Tư chất có thể nhìn ra, nói cách khác cho dù biểu hiện của ninh giả trong cuộc thi tốt hơn tất cả mọi người khác, đoạt được ngôi đầu, nhưng chỉ chứng minh biểu hiện của y không tệ, tư chất bình thường vẫn là tư chất bình thường, không thể làm gì. chương 22, Chiến trường khảo sát 1, như vậy tính ra, gương mặt xấu xí, tư chất bình thường, muốn được tiên sư yêu ái thật quá khó khăn. Hay cứ làm đệ tử ngoại môn bình thường đã, sau đó từ từ leo lên. Được thì được, nhưng ninh dạ không chấp nhận. Không phải sư thừa quan trọng đến đâu mà là ninh dạ biết con đường mà mình phải đi trong tương lai sẽ khó khăn tới mức nào, nó đã định sẵn sẽ có vô số gian nan hiểm trở. Nếu ngay cửa đầu tiên y đã định lùi bước, vậy sau này gặp phải phiền toái lớn hơn nữa thì phải xử lý ra sao? Lùi bước là thói quen, một lần từ bỏ có thể sẽ là nhiều lần từ bỏ. Nhĩ tới đây, ý chí trong lòng ninh dạ lại bùng cháy mãnh liệt. Đây là mục tiêu đầu tiên của mình, chuyện này chỉ được phép thành công, không được thất bại. Ba ngày sau, dưới cửu cung sơn, vô số người mong được vào tiên môn đến từ bốn phương tám hướng. Mười vạn người tập trung ở đây, cục diện uy nghi đổ sộ. Ngay lúc giữa trưa, ánh sáng đột nhiên tối đi, không trung hóa thành hai màu đen trắng, bầu trời ảm đạm, mặt mặt đất hóa thành màu trắng, ngay cả vầng mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu cũng hóa thành tăm tối một vị tiên nhân của hắc bạch thần cung bay ra thiên cơ điện ai cầm phát trần hắn có gương mặt dài và cặp tai to rất bắt mắt chân đạp lên bàn cờ làm bằng ngọc cứ thế bay lên không trung có người biết hắn bèn nhỏ giọng nói là tây phong tử tây phong tử là ai chuyện này mà cũng không biết à tây phong tử tiên sư chính là một trong thập nhị thiên cương của thần cung điện chủ bạch điện địa vị chỉ đứng sau trưởng giáo tam đại nguyên lão và chấp tử tri thủ nhạc tâm thiện là địa năng cảnh giới vô cấu đỉnh phong nổi tiếng ngang với điện chủ hắc điện. Bên dưới đám người đang bàn tán sôi nổi, Tây Phong Tử đã mở miệng nói. Không thấy hắn dùng sức, âm thanh đã lan khắp bốn phía, lần tuyển chọn đệ tử này rất đơn giản, tất cả những người tham gia tuyển chọn vào trong sơn cốc trước mặt, sau khi mặt trời lặn ra khỏi cốc là được. Thần cung sẽ căn cứ theo biểu hiện của các ngươi để nhận định. Nói xong Tây Phong Tử vung phất trần rồi biến mất không còn tung tích, trời đất lại khôi phục bình thường chỉ có điều trước mặt mọi người đã xuất hiện một sơn cốc đầy sương mù đơn giản thế à mọi người nhìn nhau đột nhiên hút lên cùng lao vào trong cốc ai các ngươi không biết có lúc chuyện càng đơn giản thì càng phức tạp à nhìn dáng vẻ nóng lòng như lửa đốt của bọn họ ninh giả dạ không vội vàng cứ thể thản nhiên đi đằng sau là người cuối cùng bước vào trong cốc bước vào sơn cốc cảnh tượng trước mặt đã thay đổi ninh giả dạ thấy bản thân đang đứng trong một chiến tường cổ đầu đầu có mảnh tay chân đầy nhưng thi thể cát vàng đầy trời, gió thổi qua tạo nên cảm giác sơ sắc hưu quạnh. Vô số người muốn được vào tiên môn đứng ở đó, ánh mắt mờ mịt, rõ ràng còn chưa hiểu bản thân sắp đối mặt với chuyện gì. Mãi tới khi ninh dạ là người cuối cùng bước vào sơn cốc, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, đám người kinh hãi chứng kiến những thi thể đã chết trên mặt đất lảo đảo đứng dậy. Bọn chúng cầm lưỡi đao tàn tạ, mặc áo giáp loang lổ vết dì xét, hốc mắt trống rỗng lấp lóe ánh sáng đỏ kinh người, sau đó chúng khập khỉnh đi về phía bọn họ lúc này mọi người còn chưa kịp phản ứng lại một bộ xương khô đã dơ cao chiến đao chém thẳng xuống đầu người tới cầu tiên đạo người kia kinh hãi tới biến sắc còn tưởng mình sắp chết không ngờ chiến đao chém qua mà bản thân không lại không việc gì hắn kinh ngạc nhìn bộ xương khô kia chỉ thấy binh sĩ xương khô đã đi xuyên qua thân thể hắn tiếp tục lao về phía trước nhưng không làm ai bị thương hóa ra là ảo ảnh người nọ vui mừng vừa thở phào một hơi đã thấy vài bộ xương khô khác lao tới kẻ cầu tiên đạo kia chẳng buồn né tánh ngay sau đó, á, tiếng hét đau đớn lê thương cùng máu tươi phun ra tứ tán khiến mọi người thầm kinh hãi. Giọng nói của Tây Phong Tử lại vang vọng trên bầu trời của Sơn Cốc, nơi này đã được chúng ta bố trí đại trận, hóa thành chiến trường vong linh. Binh sĩ vong linh có chín giả một thật, cố gắng chiến đấu đi, giết chết những vong linh thật sự hoặc bị bọn chúng giết chết. Người thể hiện tốt nhất có tư cách trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Sau khi Tây Phong Tử dứt lời, đại lượng binh sĩ vong linh đã xông thẳng tới, khí thế hùng hồn, cho dù đa số chỉ là ảo ảnh nhưng cũng khiến cho đám người run rẩy, còn chưa nói tới trong đó còn có kẻ là thật. Sắc máu lóe lên, bụi đất cuồn cuộn, tiếng người gào thét, ma quỷ chu chéo. Chiến trường khảo sát đã hoàn toàn đại loạn, chiến trường khảo sát 2, người tới cầu tiên đạo đều là phàm nhân, thực lực không ra sao, cho dù chỉ là một binh sĩ vong linh cũng mạnh tới mức khiến bọn họ tuyệt vọng. Đối diện với đợt tấn công như thủy triều này, bọn họ mất sạch ý chí, không còn dũng khí chiến đấu chi chớp mắt đã tan tác như chim muông thậm chí dẫm đạp lên nhau có một số người không phải bị vong linh giết chết mà bị quần chúng dẫm đạp đến chết có lẽ ninh dạ là người bình tĩnh nhất trong cục diện thê lương này y là người cuối cùng bước vào sân cốc y vừa vào cốc lối vào sân cốc đã đóng kín sau lưng y xuất hiện một vách núi vì vậy y dựa sát vào vách núi ánh mắt bình tĩnh tìm kiếm bốn phía xung quanh tây phong tử không nói nhưng y biết nhìn bề ngoài thì chiến trường vong linh này để tất cả những người tới cầu tiên đạo giao chiến với binh sĩ vong linh nhưng thực ra hắc bạch thần cung còn có bố trí khác lúc này y dựa sát vào vách tường chậm rãi đi tới di chuyển rất từ từ không bị dòng người hỗn loạn kia ảnh hưởng còn mượn sự yểm hộ của dòng người từ từ bước tới chỉ chốc lát sau ninh dạ đột nhiên cảm giác được gì đó y dừng lại xoay người về phía sau nhìn chỉ thấy không ngờ trên vách núi sau lưng có chữ viết lúc ẩn lúc hiện quả nhiên có pháp thuật, chỉ cần Ninh giả vươn tay ấn vào, pháp thuật được ghi trên đó sẽ bay vào thức hải của y, khiến y tạm thời nhận được pháp thuật này, nhưng Ninh Dạ lại không làm vậy mà chỉ nhìn một lúc rồi đi tiếp. Hắc Bạch Thần cung âm thầm bố trí đại lượng pháp thuật trên chiến trường vong linh. Tuy người tới Cầu Tiên Đạo không có tu vi, có pháp thuật cũng chẳng thể thi triển, nhưng Hắc Bạch Thần cung còn bố trí đại trận cung cấp pháp lực ở dưới đất, khiến cho người nhận được pháp thuật cho dù trong tình huống không có tu vi cũng có thể tạm thời thi pháp cũng chỉ có như vậy mới có thể đối phó với những binh sĩ vong linh kia. Cầu tiên vấn đạo, căn cốt, tư chất, tâm tính, ngộ tính, thiếu một thứ cũng không được. Phát hiện pháp thuật chính là thử thách tâm tính, yêu cầu kẻ tới cầu tiên đạo nhất định phải có năng lực quan sát nhất định trong lúc đang sợ hãi. Những pháp thuật kia đều có dấu hiệu, chỉ cần chú ý một chút là nhận ra. Ngộ tính lại là yêu cầu bọn họ nắm giữ pháp thuật này trong thời gian ngắn. Còn thi pháp chính là thử thách căn cốt tư chất. Có thể nói cửa ải chiến trường vong linh này yêu cầu người tới cầu tiên đạo phải có đủ cả bốn loại tố chất, tuy bề ngoài rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa thâm ý. Có lẽ vấn đề duy nhất là quá tàn nhẫn tanh máu. Trên chiến trường vong linh, giết chóc nổi lên khắp bốn phương. Binh sĩ vong linh như bầy châu điên, lao khắp nơi xung quanh, giơ những lưỡi đao thô kịch rỉ xét lên, khiến máu tươi vẩy khắp nơi. Binh khí lạnh lẽo, lòng người khiếp đảm, cảnh thất bại xuất hiện khắp bốn phía nếu không phải số lượng binh sĩ vong linh là thật rất nhỏ, lại hành động châm chạp, e rằng chỉ nửa ngày là chúng sẽ giết sạch 10 vạn người ở đây. Nhưng chỉ có hoàn cảnh cực đoan như vậy mới có thể tìm ra dũng sĩ chân chính. Ninh giả đã thấy một người cao to cường tráng tìm được một thanh chiến đao ở đâu không rõ. Gã không tìm được pháp thuật nhưng lại dùng lưỡi đao cùn trong tay đại chiến với một binh sĩ vong linh thật. Sau đó y lại thấy một cô gái áo xanh gặp may tìm thấy một môn pháp thuật, xem ra tư chất không tệ, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã lĩnh ngộ được diệu dụng, sử dụng thành công. Đầu ngón tay cô gái có làn nước dốc rách chảy ra, trói lấy một binh sĩ vong linh, không ngừng siết chặt, cuối cùng binh sĩ vong linh kia bị cô bóp chết. Ninh giả còn đang tìm kiếm mục tiêu của mình, trận pháp trong chiến trường vong linh chỉ cung cấp đủ để dùng một loại pháp thuật, vì vậy ninh giả buộc phải lựa chọn. Cũng may côn lôn kính chỉ dẫn cho y, tuy không thể xác định vị trí chính xác nhưng sai lệch cũng không xa. Đúng lúc này, ninh giả thấy ánh sáng sắc bén lóe lên. Chữ viết trên đó khiến tâm thần ninh dạ chấn động. Sát tâm đao, đúng là sát tâm đao mà mình muốn tìm. Ninh dạ vội vàng chạy tới. Đúng lúc này, cách vách tường đó không xa có một nam tử mặt xanh cũng thấy chữ viết ẩn hiện trên vách núi. Có lẽ trước đó có người thi triển pháp thuật đã nhắc nhở người mặt xanh, khiến hắn hiểu được gì đó. Hắn gầm lên một tiếng, lao về phía sát tâm đao. Không tốt, hắn ở gần hơn. Ninh dạ biết mình không tranh kịp, trong lúc nóng vội y với lấy một hòn đá bên cạnh, đột nhiên ném về phía nam tử mặt xanh kia. Nam tử mặt xanh không kịp đề phòng, bị đá đập trúng đầu, hai mắt hoa lên, bước chân dừng lại. Ninh giả dạ đã lao tới huyết vai vào người hắn, hất hắn văng ra ngoài. Y lao thẳng về phía vách núi, giơ tay ấn lên vách núi, ngưng tụ tâm thần, ngay sau đó một luồng sáng vàng kim đã bay vào thức hải của Y. Chiến trường khảo sát 3 thành công rồi, Ninh giả dạ vui mừng, sát tâm đao quyết đã tới tay. Lúc này nam tử mặt xanh cũng thấy cảnh đó, hắn tức giận khốn kiếp. Đã giơ nắm đấm đánh về phía ninh giả, ninh giả không đánh trả mà đột nhiên trừng mắt, trong đôi mắt hiện lên sát khí. Nam tử mặt xanh thấy hai mắt y, chỉ cảm thấy như đang đối mặt với biển máu núi xác sợ tới mức giống to, không ngờ lại ngã quỵ dưới đất. Ninh giả không để ý tới hắn mà lẳng lặng đứng yên tại chỗ, tĩnh tâm tiêu hóa sát tâm đau quyết. Tuy pháp thuật đã tới tay nhưng còn cần tìm hiểu, hấp thu. Hắc bạch thần cung chỉ đặt những pháp thuật đơn giản nhất, nhưng cho dù thế vẫn cần mọi người có đủ ngộ tính, không thì dẫu có pháp thuật cũng khó mà phát huy được tác dụng. Ngộ tính của ninh giả vốn đã cao, quan trọng là kinh nghiệm tu hành 3 năm không phải uống công, vì vậy ninh giả chỉ vận chuyển đao quyết một chút đã hiểu rõ ý nghĩa. Sát tâm đao quyết, trọng tâm là chữ sát, lòng có sát ý, đao thế tự thành, ngay sau đó ninh giả đã xông ra khỏi đám người. Trước mặt là ba binh sĩ vong linh lao tới nhưng y không buồn để ý, trực tiếp xuyên qua. Cả ba đều là ảo ảnh phía sau lại có một binh sĩ phong linh giơ đao, ninh dạ đột nhiên dừng bước. Cùng lúc, binh sĩ phong linh kia chém đao xuống, bổ thẳng vào đầu một người cầu tiên đạo xui xẻo, lưỡi đao găm vào sọ hắn, khiến hắn gào lên đầy đau đớn. Ninh dạ đã giơ chân đá lùi binh sĩ phong linh kia, nhưng lưỡi đao vẫn kẹt trên đầu kẻ cầu tiên đạo kia. Ninh dạ đập chuôi đao theo hướng từ dưới lên, dễ dàng tháo lưỡi đao ra, trên chắn kẻ cầu tiên đạo kia đã phun máu tươi. Ninh dạ không buồn nhìn sang, tay cầm đao múa lên, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, mượn sức của đại trận. Sát tâm đao, xoạt, một nhát đao chém lên người binh sĩ vong linh kia, binh sĩ vong linh lập tức bị chém thành hai nửa, hòa thành một đống xương rơi xuống đất. Trên chiến trường, giết chóc nổi lên khắp bốn phương, binh sĩ vong linh như vô cùng vô tận không ngừng tràn tới, chiến trường minh mông, bụi đất cuồn cuộn, cát vàng hòa với máu tươi, tiếng kêu rên vang lên cùng tiếng chém giết. Ninh giả dạ vùng thanh chiến đao han dỉ trong tay, xông lên tuyến đầu đối kháng với binh sĩ vong linh đao vung lên, đao hạ xuống, nương theo đó là từng binh sĩ phong linh ngã xuống đất. Tình hình chiến trường từ từ thay đổi, những người cầu tiên đạo nhận được pháp thuật đang từ từ tập trung lại một chỗ, thử kết hợp tác chiến, phản kích phong linh. bọn họ mượn lực lượng người đông thế mạnh, không ngờ lại hình thành từng nhóm tương đối ổn định giữa chiến trường hỗn loạn. Họ như đá ngầm trong thủy triều, mặc cho gió táp mưa xa vẫn đứng yên bất động. Đây vốn là điều Hắc Bạch Thần Cung mong chờ bố trí binh sĩ vong linh vốn không phải để giết người, chỉ là để kiểm tra. nay cậu bên kia, qua đây cùng chiến đấu. Một nam tử toàn thân lấp lánh ánh kim gọi với sang bên ninh dạ. Chắc hắn nhận được một loại pháp thuật phòng ngự nào đó có thể chống lại đòn tấn công của binh sĩ vong linh. Do có trận pháp cung cấp pháp lực, những người cầu tiên đạo không cần suy nghĩ tới việc thiếu pháp lực, vì vậy nam tử kia có thể liên tục sử dụng pháp thuật phòng ngự. Lại thêm lực tấn công của binh sĩ phong linh chỉ có hạn, cho nên hắn trở nên cực kỳ an toàn lúc lên tiếng cũng tự tin hơn nhiều ninh dạ không buồn nhìn sang vẫn lao thẳng tới đua gì vậy chiến đấu cùng các ngươi ư đây là chiến trường khảo sát trong chiến trường khảo sát này chỉ có người biểu hiện tốt nhất mới có cơ hội chiến thắng có vài lý do khiến ninh dạ lựa chọn sát tâm đao một lý do quan trọng trong số đó là dù sao tấn công cũng dễ kiếm công hơn phòng ngự vì vậy y chọn cách chiến đấu một mình cứ thế trắng trợn không hề e ngại gì lao thẳng vào đại quân vong linh phía cuối sơn cốc đầy cát vàng này có vong linh không ngừng xuất hiện giết cũng không hết ninh giả dạ cứ thế tung hoành ngang dọc trong đám binh sĩ mặc cho lưỡi đao của những binh sĩ ảo ảnh lướt qua người sát tâm đao luôn tìm được mục tiêu thật sự lưỡi đao chém xuống vong liêu tiêu tan theo từng tiếng xương vỡ rơi xuống đất bên tai ninh giả dạ vang lên tiếng đồng vàng rơi xuống điểm số tăng lên đúng là rất giống trò chơi tiếc là giết địch không có bảo bối Xoạt, một lưỡi đao lướt sát qua vai ninh dạ, vẽ thành một vệt máu bên bả vai của y. Có ba binh sĩ vong linh thật sự cùng tấn công y, ninh giả không tránh kịp, đã trúng đao. Nhưng ninh giả không lùi, ánh đao lại lóe lên, vẽ thành một đường vòng cung, chớp mắt đã chém dụng đầu cả ba binh sĩ vong linh thật, bản thân cũng trúng hai đao, trong đó có một đao chém qua bụng của y, tạo thành một vệt máu dài, suýt nữa lôi cả ruột ra. Chiến trường khảo sát 4, ninh dạ lại chẳng hề để ý tới đau đớn, tiếp tục lao lên tấn công sát tâm đao dùng giết chóc làm cơ sở mạnh mẽ bá đạo nhưng không cho phép người dùng có chút ý nghĩ sợ hãi thối lui bằng không uy lực của đao sẽ mất đao thế sẽ yếu đi ninh giả dạ không phải người dũng mãnh thiện chiến nếu có thể hắn muốn lùi lại trong chướng tính toán hơn nhưng không thể không thừa nhận có lúc dũng khí thu hút chú ý hơn so với mưu trí cũng dễ khiến người ta bớt cảnh giác hơn vì đại kế y nhất định phải thể hiện mình giống một dũng sĩ chân chính cũng may y thật sự có lòng dũng cảm. Dũng cảm thật sự không ở vẻ thô kệch bên ngoài mà ở chỗ có dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết, có năng lực không tiếc tất cả không sợ đau đớn. Người dám nhảy vào đống lửa hủy dung tán công, đâu có thiếu dũng khí chân chính. Vì vậy y xông thẳng tới, y gào thét, y tắm máu chiến đấu, gào, sau khi đánh vỡ một binh sĩ vong linh đồng thời chúng một đao của đối phương, ninh dạ ngửa đầu lên trời gầm lớn. Tắm gió dầm mưa, gầm lên vang vọng bầu trời, Thời khắc này y phóng thích tất cả bá đạo và phẫn nộ trong cơ thể, hút hút ánh mắt cả mọi người xung quanh. Cô gái áo xanh dùng pháp thuật hệ thủy nhìn về phía y, có vẻ rung động, người này tuy xấu nhưng thật hào hùng. Nam tử nhận được pháp thuật phòng ngự kim giáp kia nói, tuy là người mạnh mẽ nhưng lại là con sói cô độc. Một nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc áo trắng phất phới cũng nhìn về phía y, trường kiếm trong tay không dính một hạt bụi, không giống như nhận được từ chiến trường mà như tự mang theo, cũng mỉm cười nói, người này thật thú vị. Còn có một nam tử ánh mắt âm u, gương mặt mỉm cười, mỗi lần ra tay đều tìm ra vong linh chân chính, lại có thể không bị ảnh hưởng bởi ảo ảnh. Không tệ, càng nhiều người nhìn về phía ninh dạ, càng nhiều ánh mắt hâm mộ và đố kỵ. Có những kẻ nhát gan chạy về phía ninh dạ, mong được che chở, nhưng ninh dạ lao đi quá nhanh, chuyên tìm chỗ nhiều quỷ tốt để chém giết, chẳng những không che chở cho người tới, thậm chí có lúc bọn họ còn thành tấm khiên đỡ đao cho y. Vì vậy mọi người phát hiện cọng cỏ cứu mạng không cứu được mạng, lại lao nhau tức giận mắng chửi, ai nấy mắng ninh giả cay nghiệt vô tình. Ninh giả không có thời gian để ý tới mấy chuyện này, thậm chí trong lòng y còn hoanh nghênh. Y tấn công điên cuồng, thỏa sức phóng thích thù hận trong lòng mình, cũng chuyển nỗi hận đó thành sát ý ngập trời, không ngờ chiến đao trong tay lại ẩn hiện đao mang đỏ máu. Đao vốn không màu đỏ, ánh đỏ là pháp lực hiển hóa thành. Vừa nhận được được đao quyết, không ngờ đã lĩnh ngộ được, có thể thấy người này thích hợp với sát đạo. Có vị đại năng giấu mình trong bóng tối chú ý tới, đang quan sát ninh giả còn có nhiều tiếng bàn luận người này có tài có thể dùng được tiếc là quá xấu đúng là xấu quá nếu truyền ra ngoài thì mất mặt kẻ này à ta muốn một giọng nói vang lên mọi người đều im lặng chiến đấu vẫn đang tiếp tục ninh giả còn đang ra sức chém giết chỉ có điều thân thể đã bắt đầu mệt mỏi cánh tay nặng như rót trì khó mà giơ lên được binh sĩ vong linh vẫn đang ùn ùn kéo tới sông pha với khí thế hùng hồn không thể đỡ nổi Nhìn những binh sĩ vong linh dưới bão cát đầy trời kia, Ninh Giả thở một hơi dài. Đã giết bao nhiêu binh sĩ vong linh, y không biết, nhưng y biết chỉ cần chiến đấu còn chưa kết thúc, chiến đao không thể dừng lại. Cho nên y tiếp tục vung đao, vung tới mức ngây dại, vung với sát ý quyết tâm liều chết. Chuyện này rất nguy hiểm, vì tuy pháp lực cuồn cuộn không ngừng nhưng thể lực đã là dầu cạn đèn tắt. Nhưng Ninh Giả biết đây mới là thời khắc mấu chốt, y không biết cường giả giấu mình trong bóng tối thấy mình ra sao nhưng y biết vị cường giả này thích gì, cũng biết trong thời khắc quan trọng này tuyệt đối không thể lùi bước. Đối mặt với cường địch, chỉ có đường tử chiết, tuyên ngôn nổi tiếng của vị cường giả này, vốn không cần bói toán, mọi người đều biết. Một kẻ với gương mặt xấu xí làm sao lọt được vào pháp nhãn của cường giả. Không có các nào khác, làm hắn thích, vì vậy ninh giả dạ chọn sát tâm đao, vì vậy y chọn tử chiến. Bởi vì y biết đây là cách duy nhất khơi gợi được hứng thú trong lòng đối phương, cũng chỉ có người như vậy mới được bỏ qua dung mạo, nhận làm đệ tử. Vì vậy y tiếp tục dốc sức ra chém giết, đúng lúc này tiếng gió nổi lên phía sau, sau lưng ninh dạ đột nhiên đau đớn kịch liệt, y quát to một tiếng, đá văng binh sĩ vong linh trước mặt, quay người chém một đao, người đánh lén đã né tránh như quỷ mị. Quay đầu nhìn lại, không ngờ lại là nam tử mặt xanh đã tranh cướp sát tâm đao với y lúc trước, tay của hắn còn cầm một mũi rùi. Mũi rùi không thích hợp để chém nhưng thích hợp để đâm, vết thương do nó gây ra không thể khép lại, máu tươi chảy ra không ngừng. Xem ra hắn cũng đã nhận được một môn pháp thuật, không ngờ lại có thể ẩn giấu hành tung, lặng lẽ áp sát, đánh lén y. Chết tiệt, ninh giả dạ trừng mắt nhìn gã mặt xanh, gã mặt xanh cười âm hiểm, đây chính là kết cục cho kẻ cướp cơ duyên của ông đây. Nói xong đã đâm thẳng mũi rùi về phía ninh giả, dạ. cùng lúc đó, trên chiến trường cách đó không xa, một binh sĩ phong linh thật cũng chém về phía ninh giả. Dạ. Phía trước phía sau đều có người tấn công chết đi, gã mặt xanh gầm lên đắc ý, ninh dạ lại mỉm cười, gương mặt xấu xí nở một nụ cười dữ tợn, khiến gã mặt xanh ngơ ngác. Ninh dạ nói, người vốn không xứng với sát tâm đao. Ánh sáng đỏ máu trên lưỡi đao bùng lên, không buồn quan tâm tới nhát chém của binh sĩ vong linh sau lưng, ninh dạ đã chém thẳng một đao xuống. Một đao rất đơn giản, chất phác không hề hoa mỹ, nhưng gã mặt xanh lại kinh hãi phát hiện, không ngờ mình lại không cách nào trốn thoát, cứ như trên trời dưới đất đều không còn đường né tránh. Không, hắn gào thét đầy tuyệt vọng, soạt, một đao chia hai nửa, nhập môn một, khi ánh nắng chiều cuối cùng khuất sau dạng núi nơi chân trời, thế giới đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cát vàng ngừng bay, gió thổi ngưng bật, tất cả binh sĩ vong linh còn đang tấn công đột nhiên đồng thời dừng lại. Sau đó loạt soạt vài tiếng, binh sĩ ảo ảnh hóa thành cho bụi tiêu tan, ngay cả những binh sĩ vong linh thật cũng biến thành những bộ xương giải rác trên mặt đất sau thời gian ngây dại và yên tĩnh trong chốc lát rốt cuộc chiến trường cũng vang lên tiếng hoan hô thành công rồi chúng ta sống sót rồi qua cửa rồi tiếng hoan hô vang lên liên miên không dứt phá tan thời khắc yên tĩnh ngắn ngủi đó ninh dạ lẳng lặng đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích y dính quá nhiều vết thương trên mặt bị chém ba đao ngực eo bụng còn cả cánh tay và chân đều chúng đao nhưng nặng nhất lại là vết thương do mũi rùi của gã mặt xanh kia nơ lén nó không chỉ tạo thành thương tích bên ngoài mà còn nội thương ở trong vết thương không liền lại máu chảy ào ào ninh giả cảm thấy máu mình đã sắp chảy hết rất thê thảm chỉ vì liêu mạng có một sư phụ có đáng để đánh đổi nhiều như vậy không có đáng không đương nhiên không đáng cho dù chỉ trở thành đệ tử ngoại môn chắc chắn ninh giả cũng sẽ từ từ leo lên nhưng y không thể làm vậy mưu đồ của y quá lớn lớn tới mức mỗi bước trong kế hoạch đều có thể là lạch trời đối mặt với nhiệm vụ gian khổ như vậy trí tuệ, mưu kế và vũ lực đều không phải thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là quyết tâm, chỉ có dũng khí đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, quyết liệt tới mức bỏ qua mọi gian nguy, vậy mới có hy vọng nhìn thấy một chút khả năng thành công. Vì vậy y sẽ không cho bản thân bất cứ lý do nào để lùi bước. Không có đáng giá hay không, chỉ có làm hay không làm. Tiếng hoan hô vẫn đang tiếp tục, mãi tới khi trên bầu trời xuất hiện một loạt người của Hắc Bạch Thần Cung, trong đó phần nhỏ là đệ tử, chính giữa có 50 tiên sư chân chính, năm mươi tiên sư này có thực lực cao thấp bất đồng thấp nhất chỉ mới cảnh giới hoa luân người cao nhất là cảnh giới vạn pháp trong đó có năm người hết sức bắt mắt một nam tử mặc áo trắng sắc mặt cũng trắng bệch tay phe phải cây quạt giấy mặt mỉm cười quỷ dị đây là ngũ dương công tử công tôn dạ một cô gái với y phục rực rỡ tay cầm lãng hoa đứng trên áng mây lành vẻ mặt lười biếng nhưng mi mắt ẩn chứa phong tình quan thải nương vốn là đệ tử của hải diêm môn nhưng do tư thông với sư phụ mà giết sư nương sao lại bị sư phụ gian dạy bèn diệt sạch sư môn rồi bỏ đi? lúc ả à xuất hiện trở lại đã là một thành viên của hắc bạch thần cung, một lão già với vẻ mặt nhân ái lương thiện, lão ta tên là trúc bạch thương, người đời đợi lão là mẫn thương lão nhân, mẫn thương lão nhân được tôn là thương xót cho muôn dân trong thiên hạ, không nỡ thấy nỗi khổ của chúng sinh, cũng may người chết không cần chịu khổ, cho nên khi hắn thấy ai cực khổ sẽ tặng cái chết cho giải thoát khỏi nỗi khổ, số người mà lão giải trừ thống khổ lên tới hàng vạn một vị thượng nhân chọc đầu, gương mặt đại từ đại bi, luôn giữ vẻ hiền lành. Phổ bi thượng nhân, câu nói mà hắn thích nhất là, lòng ta vốn mang ý thiện. Phổ bi thượng nhân tôn trọng trời cao có đức hiếu sinh, vì vậy hắn chưa từng sát sinh. Hắn không giết đối thủ của hắn mà chỉ phế bỏ công lực rồi lại cắt chân tay, cắt lưỡi, chọc mù mắt. Nếu là người tu tiên có thành tựu thì tiện thể hủy luôn nguyên thần, cuối cùng bỏ mặc, thản nhiên bay đi. Tương lai kẻ đó sống hay hết tự có trời cao phán xét không liên quan gì tới thượng nhân. Vì vậy vô bi thượng nhân chưa từng sát sinh, hắn và mẫn thương lão nhân thích giải thoát con người khỏi nỗi khổ được tôn là hai đại thiện nhân của Hắc Bạch Thần Cung. Cuối cùng còn có một người, là một nam tử với vẻ ngoài hừng hực như ngọn lửa, có một cặp mắt hổ lấp lánh có thần, đứng ở đó thôi mà khiến người ta có cảm giác như sát khí vô biên vô tận cao tới ngập trời. Rõ ràng trên người hắn không có binh khí nhưng bản thân lại như một lưỡi đao, toát lên vẻ sắc bén. Thất sát thiên đao trương liệt cuồng, tính cách mạnh mẽ bá đạo, chiến đấu dũng mãnh vô song, tu luyện thất sát diệt thần đạo uy lực vô biên. Năm người này đều có tu vi vạn pháp đỉnh phong, mỗi người đều có thể áp đảo trưởng môn một phái như Tân Nhiễm Tử. Còn ở Hắc Bạch Thần cung có tới 36 người như họ, được tôn là tứ cửu nhân ma, địa vị chỉ dưới thập nhị thiên cương. Nói cách khác, những người kinh khủng như vậy nhưng tới Hắc Bạch Thần cung thậm chí còn chưa phải đỉnh cao. Tổng cộng có 50 tiên sư được 5 người này dẫn đầu, là những người nhận được tiêu chuẩn lựa chọn đệ tử lần này. Chỉ cần được 50 người này cho phép là có thể gia nhập môn phái, đãi ngộ cũng là hạng nhất. Kém hơn, chỉ có nước vào thần cung làm đệ tử ngoại môn. Tệ nữa chỉ có thể ảo não cuốn xéo. Lúc này thấy các tiên sư xuất hiện, mọi người bên dưới dồn dập quỳ khối, chỉ có ninh giả vẫn đứng sừng sững. Chuyện này khiến y như hạc đứng giữa bầy gà, cực kỳ bắt mắt. mươi 27, nhập môn 2, to gan, thấy các tiên sư mà dám không quỳ, trong số 50 người bên dưới có vài đệ tử hắc bạch thần cung lớn tiếng trách mắng ninh dạ. Im miệng, một giọng nói đã vang lên, người này đã khổ chiến đến sức cùng lực kiệt, chỉ nhờ ý chí chống đỡ. Nếu hắn lại, e là từ nay về sau không thể đứng lên nổi. Người vừa lên tiếng chính là Trương Liệt Cuồng, sát tâm đao quyết là do hắn lưu lại, là một trong thất sát thiên đao của hắn. Ninh dạ chọn đao này cũng là nhắm vào hắn, lúc này thiên cơ điện nhìn ninh dạ, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng người này căn cốt bình thường, nhưng thất sát thiên đao không chú trọng căn cốt mà trọng ở tâm trí. Tâm trí và ngộ tính của người này đều là thượng giai, là lựa chọn tốt nhất để gia nhập môn hạ của ta. Nói xong hắn cong ngón tay búng một cái, một hạt đan dược đã lọt vào miệng ninh dạ. Đan dược này vừa vào miệng, ninh dạ lập tức cảm thấy thân thể có dòng nước ấm sinh ra, những chỗ bị trọng thương đã bắt đầu khôi phục. Thế thì, rốt cuộc mình cũng thành công rồi à? Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, ninh dạ nhắm mắt lại, đã ngất đi. Khi tỉnh lại, ninh dạ phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá bốn phía đều là vách núi không có trang trí gì đơn giản tới cực điểm vươn mình ngồi dậy phát hiện tất cả vết thương trên người mình đã khép lại tỉnh rồi tỉnh rồi một tiếng kêu the thé vang lên ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là một con chim với màu lông rực rỡ dáng vẻ kỳ quái đang kêu lớn trông khá giống anh vũ chỉ có cái mỏ không cong ninh dạ biết đây là chim báo hỉ một loài chim trời sinh biết nói tiếng người tính cách lắm lời thường dùng để đưa tin quả nhiên ngay sau đó ninh dạ nghe thấy một giọng nói tỉnh rồi thì tới đây đi là giọng của trương liệt cuồng ninh dạ đứng dậy đi ra khỏi hang đá phát hiện hai bên trái phải đều có đường trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đường nào ninh dạ suy nghĩ rồi chọn đường bên trái đi một đoạn đã thấy trước mặt là một khung cảnh khác hẳn vừa rồi không ngờ đây lại là một sơn cốc nhỏ chỉ có điều trong sơn cốc không có thứ gì chỉ có vô số đá vụn trên đó phủ kín vết đao chém rõ ràng chỉ là sơn cốc trống trải nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo vô cùng đặt mình trong đó như có hàng ngàn hàng vạn thanh đao chém về phía mình nếu tâm trí yếu ớt e là đã quỳ xuống tại chỗ trương liệt cuồng đang đứng trong cốc bên cạnh hắn còn có hai người một người có gương mặt già nua như ông lão vóc sáng tiểu tụy một người lại là nữ tử chỉ có điều toàn thân quấn đầy băng vải màu xám chỉ để lộ hai mắt sau lưng đeo một thanh trường đao cán cong thân đao không vỏ cũng dùng vải bọc lại Trương Liệt cuồng quay lưng về phía Ninh Dạ, nói, sao ngươi biết đây là đường đúng? Ninh Dạ cúi đầu trả lời, bên phải khá khô, ít rêu, chắc là đường ra ngoài động. Ngược lại bên trái khí ẩm nặng hơn, có vẻ sơ sắc tiêu điều, điều. Nếu đã ở trong núi, chắc sư phụ ở trong lòng núi, vì vậy đệ tử đi về bên trái. Không thấy mặt Trương Liệt cuồng, Ninh Dạ không biết sắc mặt hắn ra sao, chỉ nghe hắn nói, vậy vì sao ngươi lại phân biệt được vong linh thật với vong linh giả? Ninh Dạ tiếp tục trả lời, vòng linh giả chỉ là ảo ảnh, dẫm lên cát vàng không tạo thành bụi, nhìn là biết. Trương Liệt cuồng cười khẽ, hắn quay lại nhìn ninh giả, tuy cất tiếng cười nhưng trên gương mặt như đau tước dìu đục kia lại không chút ý cười. Hắn nói, người rất thông minh, thường thì ta không thích người thông minh, vì giao tiếp với loại người này quá mệt mỏi. Quan trọng nhất là người thông minh thường hiểu cách lợi dụng kẻ khác, khi giao chiến dùng cách gian trá để thủ thẳng, không thích chiến đấu chính diện. Thất sát thiên đao của ta, khai chiến quyết đấu đều chú trọng vào khí thế. Nếu suy nghĩ quá nhiều thì khí thế sẽ yếu đi, ngược lại thành không tốt. Vì vậy ta không thích người thông minh, Ninh Dạ nhỏ giọng nói, sư phụ nói rất đúng, nhưng chuyện sư phụ nói là tình huống bình thường, còn trên cõi đời này luôn có vài ngoại lệ. Nếu có một người biết suy nghĩ nhưng cũng dám liều mạng, tin rằng người đó sẽ khiến sư phụ ưa thích. Trương Liệt cuồng ngây ra một chút, đột nhiên ngửa đầu lên trời cười to, không tệ, không tệ. Không cần thể hiện tài trí của ngươi trước mặt ta, người mà ta thích chỉ có dũng sĩ mà thôi ngươi đã hiểu chưa ninh giả quỳ xuống đệ tử đã hiểu trương liệt cuồng lạnh nhạt nói ngươi vẫn chưa phải đệ tử chính thức của ta tất cả các đệ tử nội môn thông qua khảo hạch đều có thời gian khảo sát một năm vượt qua kỳ hạn khảo sát ngươi mới coi là thật sự nhập môn sư tôn sẽ không thất vọng đâu ninh khiếu vạn cổ như trường giả cửu đại tiên môn thu nhận đệ tử đều có thời gian thử thách để phòng gian tế của môn phái khác lẻn vào có rất nhiều nội dung thử thách có tiến triển về thực lực cũng có kiểm tra lòng trung thành ninh giả đã có chuẩn bị về chuyện này y đã chuẩn bị sẵn thân phận chỉ là một con dân của một thôn xóm bình thường bị hãm hại tới tan cửa nát nhà bản thân cũng bị lửa thiêu bỏng may mà không chết những chuyện tương tự xảy ra hàng ngày ở trường thanh giới không có gì lạ vết thương trên người y cũng chẳng thể giấu được vì vậy lời nói dối này tuy đơn giản nhưng lại rất hữu dụng vì chuyện này ninh giả còn đích thân đi tới một thôn xóm kiểm tra mọi tình hình ở đó rồi mới khởi hành vì vậy cho dù hắc bạch thần cung có điều tra cũng không phát hiện ninh giả có bất cứ vấn đề gì. Lúc này hắn nhìn ninh giả, thân thể hùng vĩ như ngọn núi lớn của trương liệt cuồng đột nhiên cúi xuống, ho khan vài tiếng, khí thế như đau suy giảm. Ninh giả ngạc nhiên, chỉ thấy ông lão bên cạnh đã đi tới trước vỗ nhẹ lên lưng trương liệt cuồng. Vỗ mấy lần, trương liệt cuồng phun ra một ngụm đầm. Ngụm đầm kia phốc một tiếng ghim thẳng vào vách núi, tạo thành một cái lỗ, nhìn xung quanh đâu đâu cũng có lỗ như vậy. Ai, trương liệt cuồng thở dài một tiếng trong ánh mắt cao thâm khó lường kia toát lên vẻ bất đắc dĩ cô gái băng vải bên cạnh đã giải thích với ninh dạ hồi nhỏ sư phụ luyện đao quá mạnh làm thương tới phổi ninh dạ ngạc nhiên với tu vi của sư tôn mà không tự lành được à trương liệt cuồng lắc đầu nếu là thương thế bình thường thì đã khỏi từ lâu như ta là đao ý thất sát công tâm chỉ cần còn luyện đao thì không thể khỏi được đừng để ý đã nhiều năm như vậy cũng quen rồi sau này các ngươi cũng phải chú ý đao phong của thất sát thiên đao quá mạnh, sát ý tung hoành, tuy là đao pháp sát lục cao cấp nhất thiên hạ nhưng nhọn thì dễ gãy, làm tổn hại đến bản thân. Vì vậy không thể luyện đao quá mạnh, ông lão và cô gái quấn băng vải cùng đáp, đệ tử hiểu. Trương Liệt Cuồng cong ngón tay búng một cái, hai điểm sáng vàng đã rơi vào thức hải của ninh dạ, một cái là công pháp tu hành cơ sở của CBTC chúng ta, tổng cộng có 9 tầng, luyện thành tầng thứ nhất là có thể chính thức nhập môn, luyện thành 9 tầng là tàng tượng đỉnh phong. Đây là đạo về tu hành, tuy không phải chiến pháp nhưng lại là tu vi cơ bản cần chú tâm tu luyện một cái khác là sát ý tâm kinh của ta là tổng cương tu luyện thất sát đao ngươi đã nhận được sát tâm đao quyết sát tâm đao quyết là đệ nhất sát trong thất sát sát nhân chu tâm cho thất sát đao bắt đầu từ sát tâm nhưng nếu không có sát ý tâm kinh hỗ trợ sử dụng quá độ chỉ có thể tự làm mình bị thương vì vậy cũng nên tu luyện chăm chỉ nói chung đầu tiên phải bắt đầu từ cơ bản sau này mỗi tháng tới nhận linh thạch và đan được là được có chuyện gì thì tìm thần quang, ông lão tên Úc thần quang, là đại đệ tử của Trương Liệt Cuồng. À đúng rồi, ở đây còn một túi linh thạch, là phần thưởng hạng nhất trong lần thi đấu sát hạch này của ngươi. Trương Liệt Cuồng giơ tay lên, một túi linh thạch đã bay tới tay ninh dạ. Quả nhiên ta là hạng nhất à, ninh dạ không ngạc nhiên trước đáp án này. Có ba năm tu tiên làm cơ sở, lại có tin tức bói toán từ trước, có được hạng nhất cũng không lạ, không được hạng nhất mới là lạ. Ngược lại, tin tốt là túi linh thạch kia, có đầu do tân nhiễm tử để lại cho mình, ninh giả dạ không thiếu linh thạch pháp bảo. tuy vì đại kế nên hắn giấu phần lớn đồ vật ở một nơi bí ẩn, nhưng vẫn để lại đủ linh thạch cho ba sư huynh muội bọn họ. chỉ có điều những thứ này có lai lịch bất minh, không thể tùy tiện lấy ra sử dụng. ngược lại túi linh thạch của trương liệt cuồng lại khác, có thể sử dụng công khai. sau khi nói xong trương liệt cuồng để ninh giả dạ tự đi khỏi. úc thần quang đã bố trí chỗ ở cho ninh giả, dạ, nhưng không phải trong hang đã lúc trước mà ở một căn nhà nhỏ cách nơi đây khá xa. Ninh Dạ biết ông ta cố ý làm vậy. Nếu y là gián điệp của môn phái khác đương nhiên sẽ thích hoàn cảnh này, càng tiện làm một số chuyện mở ám. Đối với Hắc Bạch Thần Cung, không sợ ngươi không làm, chỉ sợ ngươi làm quá muộn. Dù sao thực lực của gián điệp càng mạnh, nguy hại gây ra cũng càng lớn. Sau khi vào nơi ở, đầu tiên Ninh Dạ cho tâm thần tiến vào thiên cơ điện, kiểm tra xung quanh có gì giám sát không. Y nhanh chóng phát hiện vài nơi giám sát bí mật xung quanh, nhưng đa số đều rất bình thường. Lý do là vì bây giờ không có tu vi, chỉ dùng côn lôn kính khó lòng tìm thấy thủ đoạn giám sát cao cấp hơn. Nhưng nghĩ lại thì dù sao cũng chỉ là đệ tử bình thường, không đến mức điều động đại nhân vật đích thân ra tay. Ngưng khí như dịch một, sau khi biết những điểm giám sát đó, ninh giả hoàn toàn yên tâm, bèn bắt đầu tu luyện. Do từng có kinh nghiệm tu luyện nên việc trùng tu của ninh giả tiến thành rất thuận lợi. Chỉ mất khoảng 40 ngày, ninh giả đã luyện xong tâm pháp tầng thứ nhất, lại nhập môn tu tiên lần nữa nhớ lại năm xưa lần đầu nhập cảnh ninh giả nhảy nhót tưng bừng nhưng bây giờ tâm cảnh đã phai nhạt đi nhiều đến giờ ninh giả vẫn nhớ do bản thân vô chi nên khi phá cảnh thậm chí còn lao vào trong phòng tân nhiễm tử hô to gọi nhỏ kết quả làm cho lò đan dược mà tân nhiễm tử đang luyện bị hỏng thế nhưng tân nhiễm tử chẳng những không trách mắng y mà còn lên tiếng khích lệ mãi tới tận bây giờ ninh giả vẫn nhớ tân nhiễm tử xoa đầu mình vẻ mặt khen ngợi đáng tiếc người đối tốt với mình đã không còn bây giờ đưa mắt nhìn quanh chỉ có kẻ thù như vậy trương liệt cuồng có tính là kẻ thù không đây suy nghĩ này vừa xuất hiện ninh giả không khỏi giật mình quả nhiên thời gian trôi qua cũng khiến mọi chuyện thay đổi mới gặp trương liệt cuồng được mấy lần đã có suy nghĩ như vậy ư không được kẻ thù chính là kẻ thù tuyệt đối không thể mềm lòng vốn dĩ trương liệt cuồng còn định tiếp cận trương liệt cuồng khiến hắn coi trọng bản thân làm cho dựa cho y nhưng thời khắc này y lại đột nhiên nhận ra có lẽ bản thân cần hạn chế tiếp xúc với Trương Liệt Cuồng, không thể quá thân cận. Có lẽ chuyện này bất lợi cho việc tu luyện của y trong tương lai nhưng lại có lợi với tâm tính của y. Ta là ninh giả, ninh khiếu vạn cổ như trường giả, bất xử địch hồn thiểu nhất nhân. Thái âm môn,